Một điện thoại gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Em muốn hỏi về cái cơ quan sinh dục của em nó cứng cứng lên đấy ạ. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Em năm nay 22 tuổi. 22 tuổi. Nhưng mà cơ quan sinh dục lại không cứng cứng được. Vâng ạ. Vâng. Chuyên gia Đinh Đoàn của chương trình sẽ chia sẻ với bạn. Xin mời anh. Ừ em ơi. Dạ. Em có hay khám phá cái của mình không? Dạ em trước kia em cũng có quan hệ nhưng mà kiểu con này cũng thành công anh ơi. À, tức là cũng đã có ham muốn rồi này, nó cũng phát triển đường được đúng không? Trước em hồi trước em cũng lên dương vật em cũng lên nhưng mà sau tuổi 18 đến giờ thì em thấy giảm hẳn đấy chứ, anh ạ. À, giảm hẳn là so với cái hồi trước 18. Vâng. Chứ còn nó vẫn cứ lên được chứ không phải là tịt luôn không bao giờ lên đúng không? Kiểu nó vẫn lên nhưng mà nó lên hơi chút thôi. Ừ. Tức là tự nó lên hay là cái lúc em đang nói rằng là nó có nhiều loại này. Thứ nhất là không bao giờ lên này. Cái thứ hai là không lên được khi quan hệ, chuẩn bị muốn quan hệ tình dục này. Thứ ba khi là... Khi mà em ngồi gần bạn gái cũng không lên này. Rồi ôi thế còn là bình thường. Chứ cứ ngồi cạnh bạn gái mà lên thì mà chết à. Buổi sáng khi ngủ dậy ban đêm có lúc mà buồn tiểu ấy. Cái đó nó có lên không? Thì buổi sáng em dậy nó cũng lên mà lên kiểu nó lên... tí tí thôi, không lên kiểu không lên mạnh như hồi trước nhé. Ừ, rồi thứ nhất là buổi sáng dậy có lên này, thế rồi có bao giờ em tái máy nghịch ngợm một tí ti của mình không, cái lúc gọi là thủ dâm đấy? Dạ em hồi trước em có. Ừ, bây giờ thì thỉnh thoảng có làm không? Dạ, bây giờ thì em không ạ. Nghe ai kể chuyện này kể chuyện nọ rồi là xem cái nọ kia có bao giờ mà nó tự lên không? Cái hồi trước mà em xem trên tivi em xem tin thì nó kiểu là nó mặc áo thì em thấy nó cũng lên nhỏ, bây giờ em thấy em bây giờ em nhìn em cũng có cảm giác gì nữa. Rồi thế này này, trước hết phải xác định là em không có bệnh tật gì. Bây giờ em 22 tuổi rồi, cảm xúc nó cũng trơ lì đi chứ nó không còn hừng hực khí thế như lúc mà em nói trước lúc 18 tuổi đúng không? Trước em sợ sau này em lấy vợ về kiểu em có sống được hạnh phúc không anh? Hạnh phúc hay không nó phụ thuộc vào nhiều thứ lắm ấy, không thể ai khẳng định được. Anh Đoàn không phải là thầy bói để mà có thể nói là em hạnh phúc hay không. Có người nó lên suốt ngày mà cuối cùng cũng vẫn chẳng hạnh phúc. Có người thì một tháng đôi lần gặp gỡ nhau rồi cũng sinh con đẻ cái rồi cũng cùng nhau làm ăn, cuộc sống gia đình vẫn hạnh phúc. Hạnh phúc không phụ thuộc vào cái đó nhiều quá. Nhưng nếu em cứ nghĩ nhiều rằng là mình bị hỏng rồi, mình bị liệt rồi, mình bị yếu thì cái đấy mới lại là cái có hại. Ừ, dạ em sợ là sao mà em lấy vợ về không có con này. Ừ. Em chưa vào cuộc em đã sợ. Chưa đi bộ đội đã chỉ sợ là bị địch nó bắn chết thì còn đi làm sao được. Bây giờ mình là thanh niên mới 22 tuổi, nó vẫn lên được, mình thấy nó bình thường. Thế bây giờ chỉ sợ rằng là không hạnh phúc rồi không có con thế định không lấy à? Dạ em chẳng hiểu, em gọi đến chương trình xem này khuyên làm nào em lấy vợ hay không ạ. Thứ nhất là em có yêu ai không? Bây giờ có bạn gái không? Dạ, bạn gái em chưa. Ừ. Thế thì đừng có nên hỏi là có lấy vợ hay không. Luôn luôn phải khẳng định mình là bình thường. Còn đừng bao giờ so sánh tuổi bây giờ với tuổi 16, 17. Các cụ nói rồi, 17 bẻ gãy sừng trâu. Lúc cái tuổi nó hừng hực khí thế, cái gì nó cũng hừng hực. Cho nên là mới xem một tí phim, nhìn một tí ảnh đã này, có vẻ hừng hực. Còn bây giờ thì mình cũng phải trở lại cuộc sống bình thường chứ, chẳng lẽ một ngày người ta có rất là nhiều việc để quan tâm, học hành, làm ăn, xây dựng các mối quan hệ, lo lắng đến tương lai. Chẳng lẽ cứ hừng hực như cái lúc 16, 17 thì nguy. Ừ, còn sau này lấy vợ, lấy cái chồng, nếu như có vấn đề gì thì cùng nhau khắc phục sẽ tính sau. Không biết đâu mà lo quá sớm khi mà mình bạn gái còn chưa có, xong ngồi đấy cứ lo không biết có hạnh phúc hay không. Nha. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn có một cuộc sống thật yêu đời và có một sức khỏe thật khỏe mạnh. Xin cảm ơn chuyên gia Đinh Đoàn ạ. Một điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo. Xin alo. Chào thính giả. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Dạ, em có quen một người bạn trai qua một người bạn gái khác giới thiệu quen qua điện thoại. Vâng. Thì chúng em chỉ liên lạc với nhau là qua điện thoại thôi chứ chưa từng gặp mặt bao giờ. Nhưng mà qua điện thoại thì anh ấy nói là anh ấy kiểu như là rất quan tâm với cả kiểu có tình cảm với em ấy. Vâng. Thì em thì cũng có một chút cảm tình với anh đấy. Bây giờ thì anh ấy cứ muốn gặp mặt em, mà trong khi đó em thì nghĩ là em không thể gặp mặt anh ấy được bởi vì em là người khuyết tật ý. Vâng. Sợ là gặp anh ấy thì sẽ kiểu như là anh ấy sẽ thất vọng ý. Vâng. Em muốn gặp chú Linh Đoàn để nhờ chú Linh Đoàn tư vấn giúp cho mình. Vâng.
Anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình chúng tôi đang ngồi trong phòng thu ạ. Anh sẵn sàng tiếp chuyện bạn. Xin mời anh Đinh Đoàn. Rồi, xin cảm ơn Ngọc. Chào cháu. Dạ vâng ạ, cháu chào chú ạ. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu năm nay cháu 23 tuổi ạ. À, 23. Cháu vừa nói là khuyết tật là mình khiếm thị không nhìn thấy hay mình khó khăn trong đi lại hay thế nào? Dạ cháu bị lùn đấy chú ạ. Rồi, cao mét mấy? Dạ cháu chỉ được khoảng 1m2 thôi chú ạ. Thế à? Vâng. À, trông xinh xắn không? Mọi người có khen không? Dạ, nói chung là mặt mũi của cháu thì bình thường nhưng mà người cháu lùn với cả chân tay nó khỏng khéo, nó không được như người ta chú ạ. À thế à? Cái anh này quen qua cô bạn gái có nói cho cái anh kia biết hoàn cảnh của mình như thế nào không? Dạ không ạ, thì cô bạn gái kiểu, lúc đầu thì là anh bạn ấy kiểu quen cô bạn gái đấy nhưng mà họ nói chuyện xong rồi chắc là cô bạn gái không thấy hợp thì cô bạn gái bảo là giới thiệu sang cho cháu làm quen kiểu như để bạn bè nói chuyện qua điện thoại ấy chú. Rồi, vâng. Rồi. Thế xong đến lúc nói chuyện với mình thì cũng thấy chuyện cũng đường được hầm hợp và anh ấy thì nói là có cảm tình. Vâng, anh bảo nói chuyện với cháu anh ấy thấy hợp, với anh ấy thấy nói chuyện với cháu hợp hơn với cô bạn kia thế là từ đấy anh cứ gọi điện cho cháu là chúng cháu nói chuyện qua lại cũng được mấy tháng rồi chú ạ. Anh có nói là anh ấy ở nhà ở đâu không? Dạ anh ấy cũng có nói nhà anh ấy quê của anh ấy cũng có kể ạ. Anh ấy làm bây giờ quê anh ấy xa nhưng anh ấy làm ở gần nơi cháu ở chú ạ. Thế hả? Vâng. Thế cháu thì cuộc sống như thế nào, mình có đi làm gì và có bạn bè không? Cháu thì cháu vừa mới học xong, cháu chưa xin được việc làm cố định, cháu chỉ đang đi làm thêm ở một số chỗ thôi ạ. Ui dù thế là được gì, học xong rồi xong lại còn đi làm thêm một số chỗ. Chẳng lẽ bây giờ mình lại bảo là anh ơi em chả muốn gặp đâu, gặp rồi em người em nhỏ nó lùn lắm rồi anh sẽ thất vọng à? Hay là mình ngắt luôn điện thoại biến mất à? Thế cháu cũng là... chỉ nói với anh ấy rằng là cháu chưa muốn gặp, cháu cứ viện đủ các lý do là cháu không gặp ấy. Chứ còn cháu cũng chưa dám nói là cháu như thế. Không, về mặt lâu dài cháu không thể cứ nay lại bảo là chưa muốn, ngày kia chưa muốn được. Nói chuyện mấy tháng nay rồi, người ta nhiệt tình rồi. Người ta lại nghĩ mình là cái người mà chuyên kiểu rảnh rỗi quá rồi làm quen rồi nói chuyện câu giờ. Mà trong khi thì người ta cũng còn làm còn ăn chứ người ta không phải có nhiều thời gian để mà cứ chuyện luyên thuyên đúng không? Thế thì một hôm nào đó cho nói chuyện đi. Em cũng cứ suy nghĩ suốt, thật sự ra trong lúc anh em mình nói chuyện ấy, em thì em cũng không hình dung ra anh thế nào nhưng mà qua cái giọng nói thì em cũng thấy anh là người tử tế đàng hoàng mến. Vâng. Anh lại ngỏ ý là muốn gặp em nhưng thật sự em đắn đo lắm. Sau rồi mình kể hoàn cảnh của mình, em thì bình thường em học hành rồi em ra trường rồi em đang cứ làm việc mọi việc kia. Tuy nhiên thì em nó không phải là cái người cao giáo, mình không hiểu tay khòng khèo tả nó kinh quá. Em là người mà nó thấp bé. Mà đến nỗi mà nếu mà anh gặp em sợ là anh, tức là mình nói mà giọng nó cứ tươi tươi vui vui như thế. Em gặp em anh lại chạy chạy mất dép thì chết, em sợ lắm. Tự nhiên thế thì em lại mất đi một người bạn mà thực sự thì em không muốn là mất đi người bạn. Thì một là chúng ta rảnh rỗi cứ nói chuyện qua điện thoại thế này, còn nếu thật sự anh vẫn cứ mong muốn gặp em thì anh hãy cứ đến, nhưng mà chuẩn bị tinh thần đi để đừng bỏ chạy nhá. Thế xong rồi gặp. Thế mà nếu như mà anh ấy là cái loại con trai đàn ông mà nhìn thấy thế mình mà đã bỏ chạy ấy, thì mình chả tiếc là gì. Vâng. Thế còn thì nếu như mà anh ấy không thể có những cái tình cảm gì xa hơn nhưng mà vẫn về vẫn cứ điện thoại chuyện trò như người bạn thì ở đời có một người bạn cũng tốt chứ làm sao. Mình có phải là cứ ai gặp mình cũng nảy sinh tình cảm yêu đương được đâu, đúng không? Thế thì đấy, em người ngợm nó chỉ có thế thôi. Còn thì nếu mà tiếp tục là bạn bè được thì bạn bè, không thì cũng chả có làm sao cả. Đấy, mình đàng hoàng thế, mình không có gì mình phải né tránh chôn chạy. Thì nhiều người chân dài rồi là cũng bình thường đấy, nhưng mà học hành chả đến nơi đến chốn, bây giờ ăn bám bố mẹ rồi chả có công việc gì ổn định, suốt ngày ngồi buôn dưa lê di chuột thì người ta còn chả ngại. Chứ mình là người hết sức bình thường, trừ có bé, ai đã cần mình to lắm đâu. Và thật sự ra ai chơi được thì chơi, không chơi thì thôi. Mà nãy chú có hỏi là ở trường với chỗ đi làm nên mọi người cũng vẫn chơi với cháu bình thường. Thì đây coi như là một người bạn nữa mà quen qua điện thoại mà, có sao đâu. Vâng ạ. Nhá. Cứ nói nhưng mà nói với giọng cứ tươi vui, đừng có tỏ ra là mình sợ rồi mình lo. Mà đấy, em nó như thế, mà nếu anh đến mà
vẫn quý em, mà chúng ta là anh em bạn bè được thì tốt, còn nếu không thì cũng chẳng làm sao nhá. Vâng. Ừ, chứ cứ nói dối quanh nơi quẩn rồi gọi là đường đi hay tối, nói dối hay cùng, chẳng lẽ cứ năm này qua năm khác mà mình lý do lý chấu được nhỉ. Ừ, Dạ vâng ạ. nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình đối với bạn sẽ giúp bạn có thêm niềm tin vào cuộc sống, và chúng tôi cũng xin chúc bạn luôn gặp may mắn nhé. Vâng ạ, sẽ ra bên chị ạ. Vâng, xin được cảm ơn bạn ạ. Chào bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Alo Thanh Hóa đâu ạ? Alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đấy. Câu hỏi của bạn là gì? À, anh cho em hỏi tí này. Em thì năm nay là 27 tuổi ấy. Em chơi bình thường. Nhưng mà em lấy được 1 tháng rồi. Nhưng mà đến cái hôm đấy, từ đó đến giờ là của em nó không lên được để quan hệ được. Thế à? Vâng. Trước khi lấy vợ thì có lên được không? Vẫn bình thường anh ạ. Từ ngày lấy vợ là sợ chết khiếp luôn, là thôi tụt luôn. Vâng, em thì không biết nó bị làm sao, cho nên là em cũng đi khám thì ấy rồi, người ta bảo là bị viêm tinh hoàn đấy. Bị viêm, viêm tinh Vâng. hoàn, nó chẳng liên quan đến chuyện lên xuống ở chỗ ý cả. Vâng. Ừ, thế nhưng mà trước khi lấy vợ thì hai người có quan hệ tình dục chưa? Lúc em ấy đi chơi đi bời thì vẫn ấy, nhưng mà cô ấy bảo là để dành. Tức là chưa từng quan hệ tình dục với cô ý bao giờ đúng không? Vâng ạ. Lấy vợ 1 tháng nay chả làm ăn được gì. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé, xem những cái biểu hiện này có liên quan về về tâm lý hay không. Trước đã Dạ rồi vâng. bác sĩ Vũ Minh Phượng đang ngồi cạnh tôi sẽ chia sẻ với bạn sau. Em chào em. Dạ em chào anh ạ. Buổi tối là hai vợ chồng vẫn nằm ngủ với nhau. Vâng. Cô ấy có hỗ trợ cái gì không? Hay là cứ đợi là em phải lên thì mới làm được? Bởi vì có những trường hợp thế này này. Những chàng trai cũng là cái người mà không phải là bạo dạn, là trước lúc mà lấy vợ cũng không phải là chinh chiến từng trải gì lắm, đêm tân hôn là hồi hộp rồi cứ lo lo sợ sợ rồi nó cũng nhãng đi không làm gì được, nhưng mà lại được cô vợ có bàn tay vàng khéo léo hỗ trợ, mà rồi nó lên lúc nào không biết mà lại vào cuộc được. Thế thì đã là vợ chồng rồi, cái việc này là việc chung tay góp sức. Thì em có bao giờ mà hai vợ chồng ôm ấp vuốt ve nhau làm điều này điều khác rồi để tạo ra khoái cảm không, hay là cứ nằm rồi em thì lo là sao mãi nó không lên, còn bên kia thì cứ nằm im đợi là đợi xem nó có lên không để ngủ với nhau. Thế thế rồi hai người cứ nghĩ về hai thứ rồi thiếp đi ngủ lúc nào không biết. Có đấy chứ, em vẫn có tác động vào nhưng mà nó không phát triển lên. À, tức là kể cả vợ đụng vào nghịch mà nó cũng không lên. Vâng ạ. À rồi, này, thế bình thường ví dụ em ngủ xong buổi sáng dậy có lúc nào cái dương vật của em nó cứng cứng? Trước đây thì những cái chuyện đấy là chuyện bình thường, nó vẫn hoạt động lên xuống bình thường. Anh muốn hỏi Nhưng mà bây từ giờ, chứ lúc ngày lấy xưa vợ thì đến ngon bây giờ rồi. nó ít lắm anh ạ. Bây giờ em thử bên này này, để loại trừ xem là em là cái yếu tố em lo lắng hồi hộp về tâm lý hay là yếu tố gì về bệnh lý về tại cái chỗ đó ấy. Nếu như ngủ đêm không có vợ, trong cái lúc mình ngủ mà mình thấy của mình nó cũng vẫn dựng đứng này, thế trong Đúng lúc rồi ạ. tắm rửa mình mân mê mà mình nghịch nó cũng lên này, nghĩa là của Có em về bộ máy là ngon lành. Chẳng qua cái vâng. chuyện mà quan hệ với vợ thì do yếu tố này yếu tố khác, thế còn mình làm mọi cách này cũng chẳng có khát khao, mình cũng chẳng thù dâm, mà ngủ cũng chẳng bao giờ thấy có hiện tượng mà nó cương cứng trong giấc ngủ, thì nghĩa là có thể có vấn đề đấy là về 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 gọi là thể chất. Thế thì anh muốn Vâng. loại trừ một vài trường hợp, tôi muốn hỏi em là khi em thủ dâm nó có lên không, Không, từ lúc cưới đến giờ là khoảng 1 tháng này là là lên không không thấy có được đấy. lúc nào lên được. Vâng, Ừ. nhưng mà khi mà kích thích cho nó chỉ lên được lên xong nó xuống luôn. Rồi tất nhiên nó lên nó phải xuống chứ không lên mãi. Ví dụ em kích thích nó có xuất tinh không? Anh ơi, lên được tìm một tí nó xuống luôn như là À, xuống không tức được là ạ. nó ngóc cái này nó gật lên cho lại gù xuống luôn. Này em bảo em bị viêm tinh hoàn, thế xong rồi có chữa chạy gì không? Thì em cũng đã khám thì người ta bảo mà hôm em ra cái phòng khám ở Giải Phóng Hà Nội đấy, Ừ. thì cũng đi đấy, người ta cũng xét nghiệm này kia, người ta bảo là cần là bị viêm tiền liệt đấy, nhưng mà người ta cũng cho thuốc uống, nhưng mà em về thì cũng thấy bình thường và vậy không phát triển gì hết. Mà bây giờ ý ấy, bây giờ em muốn gọi lên chương trình ấy, thì chương trình tư vấn cho em xem là nó như thế nào, với Thôi được lại rồi, anh nghĩ thế này cho này. em một cái địa chỉ để em đi khám cho nó đảm bảo ấy. Rồi, em chắc là có những cái rối loạn về cương dương. Thế còn thì nếu viêm tinh hoàn thì em sẽ đau, sẽ đớn, sẽ sốt, sẽ ABC gì đó. Hoặc là lại còn nếu mà để lâu nữa còn lên đến cái lây lên cả viêm tuyến tiền liệt nữa thì chắc không không chịu được đâu. Thế nhưng mà rồi
em chữa chạy chắc là cũng chưa dứt điểm, nhưng mà ngay cả viêm tinh hoàn cái lúc mà sưng tấy nóng đỏ thì cũng không có nghĩa rằng là phải liệt dương hoàn toàn như trong trường hợp của em. Thế ở đây thì chắc là có vấn đề về về bệnh tật thể lý chứ không phải là do hồi hộp, đúng không? Em cũng nằm bên cạnh vợ, vợ mình cũng thích mà vợ thì cũng ra sức là lay động mà nó cũng không có chuyển mình. Thế thì chắc là bác sĩ Vượng phải ra tay rồi. Vâng, đúng rồi. Vâng, và bây giờ thì bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ chẩn đoán tiếp nhé. Vâng ạ. Vâng. Chẩn đoán thì cái việc mà ảnh hưởng đến cái việc cương dương đấy, một là do yếu tố tâm lý, hai là do yếu tố thực thể. Thì anh Đoàn cũng đã nói loại trừ về yếu tố tâm lý rồi sau khi mà em cung cấp thông tin. Tức là em rất là thoải mái chứ không có một cái yếu tố gì là gây ức chế cho em cái khi mà em gần gũi vợ. Vậy thì bây giờ còn một cái việc nữa là nguyên nhân nó gây tổn thương cái hệ sinh dục của em ấy là gì để dẫn đến là rối loạn cương dương như vậy. Thì em đi khám ở đường Giải Phóng là một địa chỉ. Thế thì bây giờ em cũng có thể đi khám ở một địa chỉ khác nữa xem. Rồi. Em đang tính là tuần sau đây em ra bệnh viện Việt Đức đây chị ơi. Rồi, phòng khám Nam Học bệnh viện Việt Đức. Thì đấy, em thử đến một địa chỉ khác và xem là cái chẩn đoán nó là gì. Thì phải ra được cái nguyên nhân thì lúc đấy thì mình mới điều trị khỏi được ấy. Em hỏi chị thế này, thì em thì có người tư vấn vào cái bệnh viện da liễu trung ương đấy thì người ta xét nghiệm cái công nghệ cao đấy. Bệnh viện da liễu thì cũng được. Bệnh viện da liễu họ xét nghiệm để họ tìm ra các bệnh. Thế nhưng mà chị không chắc là các cái về Nam Học ấy, họ có sâu không? Vâng. Thì tùy thuộc vào em thấy rằng là ở chỗ nào đấy nó thuận lợi thì em tiến hành. Bởi vì hai nơi cũng đã chẩn đoán cho em rồi là bệnh thuộc về đường sinh dục, đấy là viêm tinh hoàn và viêm tuyến tiền liệt, đúng không? Và điều trị theo đuổi điều trị rồi mà nó vẫn không khỏi ấy, thì mình lại thử đi một cái bệnh viện Nam Học thật là chuyên sâu nữa xem là nó như thế nào. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn cũng như là bác sĩ Vũ Minh Phượng rồi chứ? Hy vọng bạn sẽ có sức khỏe thật tốt. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Bạc Liêu. Xin chào thính giả gọi điện từ Bạc Liêu ạ. Dạ, em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây. Dạ, cũng như bây giờ em trước đó em cũng có một đời chồng đó chị, mà cũng có hai đứa con. Vâng. Rồi đi đánh em quá rồi em bỏ em đi. Rồi hiện tại bây giờ em cũng có chồng rồi cũng có hai đứa con. Vâng. Đó. Nhưng mà bây giờ trong cái hoàn cảnh trong nhà chị, em thấy em không ở được với chị em. Có suy nghĩ là nửa muốn đi mà nửa muốn ở, em không biết là giải quyết như thế nào với chị. Vâng. Nên em nhờ chuyên gia tư vấn giùm cho em nên giải quyết như thế nào. Vâng, tức là hiện nay gia đình chồng mới này bạn cũng cảm thấy cuộc sống không thoải mái đúng không ạ? Và cũng muốn đi hả? Dạ. Vâng. Anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Xin mời anh Đoàn ạ. Rồi, anh chào em. Dạ, chào anh ạ. Này, thế bây giờ bốn đứa nhỏ thì chúng nó ở với ai? Hai đứa lớn của chồng cũ thì nó ở với em hay là ở với bố nó? Dạ, ở với bố. À, thế hả? Thế và cuộc sống của mấy bố con nó thế nào, mình có nắm được không? Dạ không à, tại vì đánh em rồi em bỏ em đi, em hiện tại bây giờ thì em ở dưới Bạc Liêu á giờ. Còn cái người chồng trước á là em ở Sóc Trăng rồi mà. Rồi, cũng không xa lắm. Thế xong rồi mình có liên lạc gì với gia đình nhà chồng cũ không? Dạ không luôn ạ. Đi là không luôn đúng không? Dạ. Thế dạ. Khi người chồng mới hiện nay thì làm sao? Cuộc sống như thế nào mà mình dạ, muốn thay đổi? Cuộc sống thì ở nhà thì có ba anh em trai. Chồng em thì lớn nhất. Nhưng mà cái người mẹ thì bị bệnh, không biết bệnh gì nữa mà cứ tối ngày cứ chửi rủa người ta. Còn phần hông thì đập nhà cửa sáng đêm, không có cho con cái rồi sống giềng rồi ngủ được. Wow. Còn chồng em thì đi làm về y mệt mỏi, y quạo quọ, y cứ đơ cự lộn với mẹ hoài. Khi y chửi đồ này nọ rồi con cái em thì ngủ cũng không được. Con em thì có một bé là mới 4 tuổi với một bé là 9 tháng mấy. Ui, rồi cứ hai mẹ con cứ cự lộn hoài rồi con em ngủ không có được. Em gây ra cái sự em cũng chán nản. Rồi. Em ơi, thế em thì chắc chưa đi làm gì được đúng không? Con bé cái còn nhỏ quá, 9 tháng, lại một đứa mới 4 tuổi. Dạ. Thế còn ông xã thì làm cái gì? Kinh tế có dạ, tạm tạm không? Dạ, ông xã làm thợ hồ. Thế hả? Anh dạ. Hỏi thế bởi vì thế này này, khi một gia đình nó phức tạp, ví dụ như
Mẹ chồng em mà nghe như em tả thì chắc là cũng có tâm lý cũng bất thường, gây gổ. Thế mà lại còn ba anh em trai nữa mà. Nếu như mà kinh tế nó không quá khó khăn ấy, hai vợ chồng xin ra ở ngoài riêng, mình có thể mướn nhà. Dạ em ở nhà riêng đấy, em cắt nhà sát bên luôn đó. Trời ơi, nhưng mà tức là mình có xây nhà rồi nhưng ở bên sát nhà cùng nhà đất liền với nhau luôn vậy. À, tưởng là đang ở chung sống một nhà. Thế có bao giờ chồng em bảo là đưa bà đi kiểm tra sức khỏe không? Dạ gia đình không chịu đưa đi, mấy thằng em trai em đồ không ai chịu đưa đi hết á. Không, nó cứ nói kệ kệ không à, chứ không người nào chịu đưa đi hết á. Không, hai đứa em thì nó ở thành phố, nó không trực tiếp mà gọi là cảm thấy khó chịu khi sống chung với bà. Nhưng vợ chồng em là người ở với bà thì mình phải thấy rằng rõ ràng là một người bình thường thì không thể như thế, đúng không? Cũng phải làm, phải ăn, phải yên ổn, phải biết phải trái chứ. Chứ cứ hành hạ và chửi bới khắp nơi, đập phá như thế thì dấu hiệu là không bình thường. Một lúc nào đấy mà người ta điên lên, người ta không làm chủ được cảm xúc, có khi lại bạo lực với con, hoặc là rồi lại gây sự với mẹ thì quá khổ. Thế còn thì thật ra cái giải pháp mà bây giờ tự nhiên em lại bỏ ra đi, bây giờ nó cũng khó, em bỏ đi đâu? Thế xong rồi em đi thì em có mang hai đứa con không? Nếu mang đi thì lấy gì mà nuôi nhau? Ý em thì em thấy là em ẩm con em đi, em có khả năng nuôi con em chứ không phải là không. Nhưng mà em chỉ là gầu một cái là con cái em nếu mà đi theo em thì không có giấy tờ thôi. Em chỉ gầu bao nhiêu đó thôi. Cái chuyện nuôi con em có khả năng, có thể em có khả năng là em nuôi con em được. Hai bé đã làm giấy khai sinh chưa? Dạ chưa. Tại vì em có một người chồng trước đó, nãy em có nói với anh đó. Rồi em chưa ly dị nữa, rồi em bỏ em đi luôn. Ồ, thế cho nên là thực ra cái cuộc hôn nhân của em với cái người chồng thứ hai này thì cũng gọi là gá nghĩa vậy thôi. Ăn ở với nhau, có con có cái, chứ còn cũng không gọi là vợ chồng. Chính quyền cũng pháp luật cũng chưa công nhận, cho nên là... Nhưng mà thế này em ạ, cái việc mà dù đứa bé sinh ra bằng nguồn gốc thế nào chăng nữa thì cái quyền được khai sinh, nước cũng bảo hộ, cũng tạo điều kiện cho các cháu. Em làm cho các cháu có giấy khai sinh. Em hỏi lại ở cái chỗ địa phương mà hiện nay vợ chồng em sinh sống ấy, là em muốn làm giấy khai sinh cho các cháu. Bởi vì mấy bữa nữa là lớn lên, nó đi học mẫu giáo mầm non. Em tìm một người thật sự có hiểu biết đi tư vấn cho em về cái làm giấy khai sinh. Thế thì mẹ đăng ký khai sinh cho con. Còn cái phần tên người cha ấy, có thể để trống, có thể ghi ông chồng bây giờ, ông mà đứng ra nhận mà người ta chấp nhận cho ghi, rồi bên chỗ phần khai người cha thì khai, còn nếu không thì con của mẹ và em đăng ký ở cái ủy ban nhân dân xã hay là cái phường mà em đang ở bây giờ ấy. Nói với các bác nói khó một chút là thôi cứ coi như nó là con của em, mà em là người đàn bà tự sinh con, nuôi con một mình, thì xin là các bác tạo điều kiện là cho các cháu được khai sinh. Vì đấy nó là quyền lợi của trẻ con nhá. Thế rồi mình giữ ở trong mình cái giấy khai sinh ấy, thì rồi sau này khi cuộc sống mà nó gian truân, mình không thể chịu đựng được nữa, mình có đưa lên thành phố Hồ Chí Minh hay là mình có về Bến Tre thì để mà có công ăn việc làm, thì cái con mẹ đâu con đấy, và con theo mẹ, và nó có cái giấy tờ hợp pháp một tí nhá. Vâng, hy vọng rằng bạn sẽ trải qua cái sóng gió của cuộc sống của bạn và đủ nghị lực để vượt qua những cái khó khăn tiếp theo. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, xin chào bạn ạ. Vâng, nghe chị ạ. Vâng, tôi nghe đây. Em có câu hỏi muốn hỏi tâm lý ạ. Vâng. Em yêu một người nhưng mà biết người đó tình cảm mình không ạ? Bạn yêu một cô gái nhưng mà cũng không biết tình cảm của cô với mình như thế nào, đúng không? Dạ vâng. Chuyên gia Đinh Đoàn sẽ có lời khuyên cho bạn. Xin mời anh. Ừ, chào em. Dạ. Yêu lâu chưa? Dạ em yêu được khoảng hơn 2 tháng rồi ạ. Hơn 2 tháng. Em tính từ cái mốc nào? Từ mốc từ khi em tỏ tình ạ. Ồ thế à. Dạ vâng. Học cùng lớp hay là trong cùng thôn, cùng xã, cùng làng? Dạ không, học khác trường ạ. À thế à. Em quen trên ấy chưa ạ? Trên mạng ạ. Thế à. Gặp gỡ cô chưa hay là cũng... Dạ em mới gặp cô ấy có một lần ạ. Ôi, gặp có một lần mà cái đoàn người ta đồng ý. Còn thì chắc là chat chít nhiều với điện thoại nhiều đúng không? Dạ vâng, nhắn tin gọi điện ạ. Bây giờ thì là ít viết thư mà gửi mail thôi.
Em có biết nhà cô ấy ở đâu không? Hay là mình chỉ hẹn ở ngoài quán hoặc là... Em chỉ hẹn gặp ở cổng trường ấy ạ. Hẹn gặp ở cổng trường, hẹn mới gặp được có một lần. Thế xong rồi cứ đòi người ta phải nhận lời yêu ngay thì làm sao mà được, đúng không? Dạ vâng. Mình cũng thế thôi, bây giờ mình gặp một cô nào quen mỗi lần sau đấy về cô cứ tỏ tình với mình là em yêu anh kinh khủng luôn. Mình cũng có tin đâu. Thế thì tăng cường, không chỉ là tăng cường cái đoạn là giao lưu điện thoại mà dạ, vâng, tạo điều kiện để gặp gỡ. Có gặp gỡ ngồi chuyện trò trao đổi thì nó mới bật ra được nhiều vấn đề. Người này mới hiểu người kia rằng là cô ấy, ôi trời ơi, trong mặt thì có vẻ rắn giỏi thế nhưng mà nữ tính dịu dàng lắm. Ôi dồi ôi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, em ơi, mà lại còn lãng mạn nữa chứ. Thế rồi là mình cũng lại cho cô ấy biết là ừ, trông thằng này mặt lạnh nhưng mà cũng rất tử tế, nhà thì lại thế nọ đấy kia, gia cảnh thì cũng rất là đàng hoàng, bố mẹ thì cũng rất nền nếp. Thế thì đấy là tìm hiểu nhau. Thế xong dạ rồi, khi quý mến rồi thì bắt đầu cô ấy rủ hoặc mình rủ về nhà nhau chơi. Cũng đừng có nghĩ rằng là cứ đưa về nhà là đã phải lấy nhau, bạn bè cũng có thể thế được cơ mà, đúng không? Dạ rồi. Về gia đình rồi thì thứ nhất này này, để người ta hiểu thêm về gia cảnh nhà mình cũng biết thêm về hoàn cảnh nhà người ta, đôi bên nó có vẻ xứng đôi, hoặc là chắc chắn là đôi bên gia đình sẽ có những cái lời nhận xét. Ví dụ như mẹ vừa gặp, ôi trời con này xinh nhỉ, mày mà lấy được cái con này là phúc đức đấy con ạ. Thế thì cũng lại củng cố niềm tin. Bố thì bảo là ô con này người nó hơi nhỏ nhưng mà được, mẹ học hành như thế, và nhà này cũng gần gần cùng tỉnh thế này là được. Tức là những cái gì mà bàn tán thì bàn tán đi, những cái điều gì cần còn đang trục trặc ấy thì mình sẽ giải quyết đi. Dần dần đến lúc mà nó thân tình quý mến rồi, em không cần tỏ tình, có khi cô tỏ tình trước ấy. Nhiều khi nhắn tin cô hay giận dỗi. Cô ấy giận cô bảo làm sao? Giận không nhắn lại ngày đi đâu, không nhắn tin để tán gái, tán gái. Bởi vì gặp những tận 2 tháng rồi mà không thấy gặp nữa, chỉ có nhắn tin thế này, cô nghĩ em là cái người mà dỗi dãi quá, ngồi có thi cùng một cái tin ấy soạn cho cô ấy, biết đâu một tí nữa lại gửi cho 5, 7, 10 cô khác. Thế còn nếu như mà em có thể hỏi là hôm nay ở nhà không nghỉ học à, nhà có gặt không, anh xuống anh gặt hộ nhé, vụ này đang cấy hả, hay là vân vân, thì người ta sẽ tin là mình sống bằng, từ trong đầu óc mình tràn ngập hình ảnh của cô ấy, không còn hơi đâu mà lại còn ngồi nhắn cho cô nọ cô kia. Bây giờ không tin được những cái tin đâu, gọi là tin nhắn nhưng mà tin mà không tin, bởi vì người ta có thể soạn sẵn để đấy. Có những anh chàng cùng lúc tán 2-3 cô, xong buổi sáng ra nhắn tin cưng ơi dậy đi, hóa ra 5 cưng nhận được cái tin ấy. Thế là cô nào cũng tưởng là mình em ấy thích thế chứ được anh ấy, sáng mở mắt ra lại nghĩ đến mình. Thế cho nên là tình không có cái gì thay thế được cái sự gần gũi, cái sự gặp mặt và cái sự quan tâm. Còn thì tất cả những cái gì thuộc về cái viễn thông ấy chỉ để hỗ trợ sau này thôi. Dạ, vâng. Ừ, chứ còn thì tình yêu viễn thông nó cũng thông mà nó không viễn nhá. Dạ, vâng. Ừ, chào em. Vâng, chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình và hy vọng bạn sẽ có một tình yêu thật đẹp. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Em muốn hỏi vợ em ấy, chúng em cũng thấy với nhau là được hơn chục năm rồi đấy. Vợ em thì tháng hơn tháng, 2 tháng. Tự có một buổi hôi vợ thì em phải chương trình thì làm sao để mới lấy được ạ? Bạn thì có vẻ rất là khó trình bày câu hỏi này đúng không? Và tôi có thể nói lại, tức là cái bộ phận kín của vợ bạn, bạn thấy dạo này có cái mùi bất thường đúng không? Và có thể bạn không nhìn thấy nhưng mà nó còn có kèm theo cái dịch bất thường nữa. Hiện tượng này thì theo bạn nhận biết thì là kéo dài lâu chưa? Được tháng 2 tháng này. Khoảng vài tháng nay. Lấy nhau thì 7 năm, có mấy bé rồi? Được 2 cháu rồi. Thế các con lớn chưa? Lớn rồi. Rồi. Thế bạn đã chia sẻ với vợ là nên đi khám và đi kiểm tra sức khỏe ở đâu chưa? Có, em cũng bảo rồi. Vợ bảo sao? Kệ nó. Vợ bảo là chưa có thời gian này. Tức là chưa có thời gian đâu, giờ chưa thể đi khám được, cứ để đấy đã nhá. Dạ vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ chẩn đoán xem cái hiện tượng đó có phải là bất thường và có cần phải đi khám ngay hay không nhá. Dạ vâng. Chị chào em. Dạ vâng. Phụ nữ ấy thì cái khí hư nó rất tốt nhá. Nó ví dụ như nó thay đổi màu, nó thay đổi mùi, tức là nó đã báo hiệu rằng là có hiện tượng viêm nhiễm gì đó rồi. Chứ đàn ông lại không có cái phúc đấy đâu nhá. Và khi mà mới gần 2 tháng nay có chuyện đấy, tức là có hiện tượng viêm. Và nếu mà để lâu thì nó sẽ thành viêm mãn tính. Lúc đầu nó có thể chỉ là viêm âm đạo thôi, nhưng để lâu nó có thể viêm đến cổ tử cung, đến dạ con, rồi đến buồng trứng. Và
nó nặng nề và lúc đấy chữa nó sẽ khó hơn. Mà thậm chí lâu nữa nó có thể ung thư cơ. Đó. Vì vậy, tôi không biết là ở trên Vĩnh Phúc thì bệnh viện và các phòng khám cũng nhiều ấy. Nếu mà phải đi làm mà bận quá trong giờ hành chính thì mình cũng chấp nhận là đi khám ngoài, và cái việc mà khám nó cũng rất đơn giản. Có thể người ta chỉ lấy dịch tế bào âm đạo xong người ta đi soi xem là có hiện tượng viêm hay cái gì đấy không thôi. Và nếu mà không phải xếp hàng chờ đợi thì có khi nó chỉ mất độ 15, 20 đến 30 phút là cùng, chứ không lấy nhiều thời gian của cô ấy. Chứ không có sợ sau này rồi là nghỉ hết cả năm cả tháng, rồi bỏ cả làm, rồi bệnh cũng không khỏi ấy. Nhá. Thế thì tiết kiệm nhất là tiết kiệm cả thời gian, cả kinh phí, cả hiệu quả điều trị là nên đi khám bệnh sớm. Em cũng lắng nghe cơ thể em xem nó có cái gì khác thường không. Nếu không thì cả hai vợ chồng cùng dẫn nhau đi khám. Bởi vì có những cái loại viêm mà vợ bị thì cũng lây sang chồng đấy. Và để khỏi triệt để thì cả hai vợ chồng cùng điều trị luôn một lần thì nó là khỏi triệt để. Chứ không có lại cứ triệt ở nguồn này xong lại nguồn kia lại lây sang thì nó kéo dài lâu lắm. Thế thì có thể cô ngại chẳng hạn. Thì em cứ động viên đi, cũng có thể là anh bị, hai vợ chồng mình cùng đi. Đấy, nhá. Thế chúc em ra quyết định sớm. Vâng, xin chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng của điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Hà Nội. Em có một chuyện về tình cảm ấy. Vâng. Có nghĩa là trước đây em đã có một gia đình và cuộc sống thì nói chung nó cũng không được như mình mong muốn. Thế còn là khi mà hai người bọn em đã chia tay rồi. Bây giờ trong thời gian vừa rồi thì em chia tay cũng được 5 năm, từ năm 2012 cơ. Đến bây giờ thì thời gian đó thì em ý định cũng không chưa muốn lên lập gia đình. Thế khi mà em cũng mua lập gia đình, xây nhà, xây cửa trên Hà Nội rồi thì bắt đầu là em lại quyết định đi đến tìm hạnh phúc mới. Thì có một người giới thiệu thì em đã yêu một người mới, thì em người ta cho biết, quen biết thì em lại không nói chuyện với người đó là em đã có gia đình rồi. Cưới xong rồi thì em mới cho cô biết, thì bất tình hình cô mới biết thì cô bị sốc, thì bây giờ cô bỏ về nhà nào ngoại. Tất cả gia đình người ta ngăn cản, bây giờ không cho em đến, thì bây giờ em muốn giờ chương trình cho em một cái tư vấn là hỏi bằng cách nào để em có thể là tìm cách để liên lạc với cô ấy và có thể là quay lại được với cô ấy. Từ hôm cưới đến nay thì là bao lâu rồi? Khi đi đăng ký, hai người đi đăng ký với nhau thì là cô biết là em đang có gia đình, thì cô ấy sốc, thì cô ấy còn bị bệnh viện nằm mất mấy hôm, thì cô ấy đấy thì là gia đình người ta chửi là đánh em, xong là gia đình cũng ngăn cản và cô ấy cũng đi về được ấy luôn. Là cô bao lâu rồi? Được khoảng đấy giờ được khoảng tầm nửa tháng ấy ạ. Bạn thì đã chia tay vợ cũ được bao lâu nhỉ? Bọn em chia tay vợ cũ được tầm từ năm 2012 chứ. Tức là 5-6 năm nay rồi. Và có con chung không? Bọn em có. Chắc là đang ở với mẹ. Vâng ạ, ở với bà ngoại em, ở với mẹ ở trong miền Nam ạ. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, chào em. Em làm sao mà lại không nói cho cô biết là mình có vợ rồi? Thì sợ. Có một nghĩa là có nghe chuyện của em thì là có một ông cậu ấy, ông cũng rất là có bà vợ hai. Thì bắt đầu là ông cũng nói bây giờ nếu mà bình thường như em, trong tâm em nghĩ thì nếu mà em mà là nói ra là em đã có vợ rồi. Chưa chắc cô đã đồng ý. Chứ chắc người ta đồng ý, vì trong trước đây ấy, cô ấy đã từng là từ chối một người, người ta đã từng cũng là sao to đẹp trai mà có đầy đủ sự nghiệp, có nhiều đàng hoàng lắm, mà cô ấy từng là khi chuẩn bị đến ngày cưới rồi ấy, mà cô vẫn chê, cô ấy vẫn đem trả số cao lại. Huống chi như là mình đúng không, mình có vợ có con rồi, nếu mà cô biết thì chưa chắc là được, mà trong đó, khi đó thì mình rất là thích cô rồi. Vâng, mình thì định muốn là làm một sự đã rồi, ví dụ như là từ từ đi đăng ký, cứ đám cưới đi, cứ ăn ngủ với nhau, xong đến lúc mà chẳng may là cô có thai ra một cái thì lúc ấy cô biết thì sự cũng đã rồi. Âm mưu của mình ngay từ lúc ban đầu đã là không trong sáng, đúng không? Tức giống như là lùa vào chuồng. Thế đây nói theo nó hơi thô thiển chút nhưng rất là thực tế, tức là lùa người ta vào một chuồng, buộc vào một sự đã rồi. Chứ thực sự ra không đàng hoàng. Ai rồi cũng sẽ sốc. Đinh ninh rằng là một lấy được một chàng trai xong rồi còn rất là trẻ mà đã lại có điều kiện kinh tế, xây nhà xây cửa đàng hoàng. Cái chuyện là khi phát hiện ra là không phải do mình kể mà ra tòa trong cái tờ mà xác nhận thì tức là chứng nhận rằng anh đã ly hôn, hiện nay là giai chưa vợ, đúng không? Thế và cô mới biết. Thế thì cô sốc, xong khi về cùng với gia đình chắc chắn người ta sẽ có những cái phân tích là
thằng này nó âm mưu, chắc chắn là không phải chỉ chuyện có vợ có con. Thế mà làm sao có vợ có con rồi mà nó lại còn bỏ, bây giờ lại vợ con bỏ đi vào Nam, chứng tỏ thằng này cũng chẳng ra cái gì. Tức là người ta nghĩ mình nhiều thứ lắm, rằng là mình hoặc là cờ bạc rượu chè trộm cắp gì, trai gái đĩ bợm gì đó mà vợ con mới không ở được. Người ta không thể hiểu hết được cái hoàn cảnh của mình. Có những người cũng rất tốt nhưng vì không hợp nhau mà ly hôn, chứ cũng không phải cứ ai ly hôn cũng đều xấu xa cả, đúng không? Thế nhưng mà vì trong con mắt của họ là chắc chắn là mình có điều gì xấu xa đến nỗi vợ con không sống được mà người ta phải ly hôn. Mà bây giờ nó quyết tâm nó lừa con gái mình, thế rồi không biết là nó còn cái gì nữa đây. Em không thể đến nhà cô ấy được hả? Đến thì bị đuổi. Không đến được vì là thật ra là công việc ở trong bệnh viện thì em đã từng là đến thăm cô ấy ở trong bệnh viện, thì tất cả gia đình người ta ngăn cản, xong cũng đã đánh em hai lần liền. Cứ lần nào đến thăm thì là gia đình người ta lại gọi đến mọi người cho đánh thăm. Đến đánh nhưng mà em vẫn không phản kháng ấy. Thì mình biết là mình cái sai rồi thì mình cũng phản kháng, người ta muốn làm gì thì làm thì em cũng kệ. Thì cũng hai lần em đến thăm thì người ta cũng gọi cho người đến đánh là cấm không cho được sang gặp bất cứ cửa nào. Bây giờ thì em đến thì bị người ta xua đuổi này, nhắn tin không được, gọi điện không xong, không thể gọi là đột nhập vào nhà người ta một cách vô cớ được. Cái cú sốc nào rồi nó cũng sẽ bình tĩnh trở lại. Một người ta đang rất là điên cả người lên thì lúc ấy nói gì cũng không nghe, giải thích gì thì người ta cũng nghĩ rằng là mình đã có âm mưu ngay từ ban đầu, là không trong sáng. Vì vậy trước hết thì cứ bình tĩnh. Thứ hai là em hãy gặp cái người mà giới thiệu em với cô ấy đấy. Em nói hết tình cảnh, thật ra thì cháu rất thương cô ấy, rất yêu cô ấy, và cái việc vợ chồng cháu bỏ nhau trước đây lý do là ABC, không phải vì cháu xấu xa, chẳng phải vì cháu thế nọ thế kia. Bây giờ thì hoàn cảnh cụ thể của cháu nó là như thế, thì bác là cái người mà có thể nói chuyện được với gia đình. Rồi bác cứ giúp cháu một lần, rằng là đến thăm cũng nói chuyện, rằng là ví dụ như em tên là Hùng ấy, bác ấy có thể nói là thằng Hùng ấy từ cái hôm nọ này là nó cũng tội lắm, nó cứ đến nhà tôi nó năn nỉ, nó nhờ. Thực ra nó cũng rất là yêu con bé, thế nhưng mà vì hoàn cảnh của nó mà nó cũng nói thẳng là nếu mà nó nói ngay từ ban đầu thì chưa chắc nó đã yêu và lấy được cái con bé nhà mình. Vì vậy là nó cũng chắc chắn cái này không thể giấu được lâu. Thế nhưng mà nó cũng muốn là cho nó yên ổn thành vợ thành chồng rồi nó sẽ thưa chuyện, mọi người thông cảm vân vân. Mình không cần bà ấy nói tốt hơn, nhưng mà có sự thật như thế nào thì phải kể hết cho bà biết. Và đặc biệt là mình mong muốn gì, rằng hiện nay thôi hãy nghĩ lại rồi tạo điều kiện để rồi cho nó được cơ hội để nó chứng minh rằng nó không phải là cái người tồi tệ vân vân. Rồi có tình hình thế nào thì bà sẽ nói lại cho mình biết. Nếu như người ta cũng dịu giọng đi, người ta cũng bình thường ổn định tạm trở lại, thì rồi lúc ấy mình sẽ là cái người tiếp cận chinh phục tình cảm từ đầu. Chương trình cho em hỏi cái là bây giờ là lại có một ông cậu nhà ấy, cậu nhà cô ấy luôn ấy, thì cậu cô ấy bảo là bây giờ lên bảo gia đình em là lên xin lỗi, có nghĩa là cho một hai người đến xin lỗi, xong rồi để tình hình xem cô ấy như nào thì việc đấy là để hai người giải quyết ấy, ý là như thế ấy. Cũng được, thôi thì con dại cái mang, em thì chẳng còn dại gì nữa, khôn hơn phết. Nhưng mà ông cậu bà cô gì, hoặc là em có bố có mẹ thì chỉ cần một người đi cộng với một ông chú bà bác làm nữa xong. Tự nhiên mà vài ba người kéo đến cửa nhà người ta đập cửa bảo tôi là bố mẹ của thằng ấy đến gặp, chưa chắc đã nói đâu. Cũng lại nhờ cái ông cậu ấy thăm dò rằng là gia đình người ta cũng thấy tội lắm, người ta cũng thấy ân hận lắm, con trai người ta làm như thế, đâm giờ người ta cũng mong muốn rằng là thôi thì người ta thay mặt gia đình ở cái bậc người lớn, người ta tổ chức một đoàn đại biểu lên để gặp để có lời xin lỗi gia đình thì như thế nào. Nghe xem là ông cậu ông phản ánh là thấy gia đình bảo thì cứ bảo nó lên đây vân vân, chứ đừng đường đột mà tự nhiên kéo đến ở cửa rồi người ta lại làm nó tức giận lên, làm tổn thương cả người nhà mình thì tội lắm nhé. Vâng, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ, xin chào bạn nhé, chúc bạn sẽ giải quyết được cái khó khăn lúc này của chính mình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn.
Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Phước. Dạ alo ạ. Vâng, chào bạn. Dạ em muốn hỏi là tại vì em với vợ của em á cũng lại nói là chia tay cũng được 3 tháng rồi, nhưng mà em về Campuchia, vợ của em nói là hồi đó em có phát trên Vlogger, giờ em có tình cờ xem em với con của em phát, giờ em có nhắn tin nói là muốn gặp con của em một lần nếu em về Việt Nam ạ. Nhưng mà em có nói chuyện với mẹ của em nhưng mà mẹ em không có cho gặp, mẹ em lỡ hứa rồi, em không biết tính sao, mẹ của em không cho vợ của em gặp con của em ạ. Tức là con của bạn thì bây giờ đang ở với ai? Dạ, ở với mẹ của em ạ. Tức là ở với bà nội đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Thế còn vợ của bạn? Dạ, của em thì ở Trân Thành, giờ em đã chia tay rồi ạ. Thế bây giờ thì bạn mong muốn là cho vợ của mình gặp con của mình đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Thế bây giờ là bạn với vợ có ở gần nhau không hay là bạn vẫn đang ở Campuchia? Em thì em đã về Campuchia từ ngày hôm qua rồi ạ. Dạ, dạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, chào em. Dạ, chào. Em đang gọi ở Campuchia á. Dạ. Thế còn chia tay vợ thì vợ ở một nơi. Con của em thì bà nội, tức là mẹ em nuôi. Em thì đi Campuchia làm ăn, rồi cũng thỉnh thoảng về với mẹ, với con, đúng không? Dạ không, tại vì em sống với vợ của em hồi đó. Mẹ của em sống Campuchia từ khi cái ngày mà em với vợ của em chia tay á. Mẹ của em dắt em qua Campuchia sống với mẹ luôn ạ. À, mẹ em thì mới ở Campuchia. Còn em, vợ chồng em thì sống ở Việt Nam, nhưng mà từ ngày chia tay thì em đón con em sang ở với mẹ em và cả hai bố con ở với bà nội ở bên Campuchia. Dạ. Thế và vợ chồng thì vẫn liên lạc với nhau và vợ thì rất là khao khát muốn gặp con. Thế và cô ấy cũng đã tìm sang Campuchia. Và... Dạ, chưa. Dạ, cô ấy nói là nếu mà em về Việt Nam thì cho con của em gặp mẹ một lần. À, bao giờ mà em về Việt Nam thì em cho thằng nhỏ nó về thì báo cho cô lên cho mẹ con gặp nhau một tí đúng không? Dạ, nhưng mà mẹ của em thì lại không có cho. Thế hôm nọ thì em về Việt Nam rồi mà đi về tay không, không có thằng nhỏ đi theo. Ừ. Bình thường thì bà ôm cái thằng bé suốt ngày đêm mà. Em có đưa bé đi chơi hay là đi đây đi đó không? Công việc thế nào? Dạ, tại vì lúc em thì em không biết chăm con. Tại vì con của em còn nhỏ, còn có 7 tháng lúc mà em chỉ tới vợ của em. Còn em còn nhỏ nên mẹ của em nuôi, không phải em nuôi. Ủa? Thế ai là người viết đơn ly hôn? Thì em lúc đó em 20, giờ em có 17, chưa đăng ký kết hôn. Rồi, anh hiểu rồi. Thật ra thì là ăn nằm với nhau có thai rồi, còn vợ em mới có 17 tuổi rồi, cũng chưa đủ đăng ký kết hôn. Thành ra rồi sau đấy thì không hợp nhau nữa là em thì lấy cái con là mang về nuôi thôi, đúng không? Dạ. Bây giờ vợ 18 chưa? Dạ, được 18, gần 19 rồi ạ. Rồi, thế còn yêu không? Dạ, nói thật thì em không có yêu mà, tại giờ đó con cũng có lợi tích có thai với cô ấy. À rồi, đúng rồi, anh cũng đoán thế, hỏi thế cho chắc ăn thôi. Cũng đoán là thanh niên còn trẻ, tuổi 20 đi chơi với cô 17 rồi. Nó cũng chót dại, có thai rồi, mình thì... Mà cô kia thì không phát hiện ra, cũng không biết sớm, thành ra để sinh con. Rồi vân vân, đúng không? Và em thì bây giờ thì cũng không muốn là cô dù có đủ tuổi rồi thì cũng không muốn lấy nhau, cho nên là chỉ có điều là mình cũng thương, bởi vì cô cũng là mẹ của đứa bé, muốn cho gặp thế thôi, chứ cô ấy mới 17, 18, cô cũng chẳng muốn là ôm một đứa bé để rồi cô sẽ khó lấy chồng ra, đúng không? Yeah. Về mặt nào đó là cô ấy gái chưa chồng, và cái việc mà cô sinh con có khi chưa chắc nhiều người đã biết, đúng không? Cũng kín đáo lắm phải không? Dạ, cũng chỉ có mấy bạn thân thiết mới biết thôi ạ. Rồi thế này, con em còn nhỏ mà, vì mẹ em thì cũng nghĩ rằng là cô ấy chẳng phải là vợ của em, cũng là một cô gái còn trẻ, ăn chơi nông nổi, sốc nổi, rồi trò trẻ con, ngộ nhỡ bây giờ cho nó gặp nó vồ, nó bế, nó chạy thì sao, thế là bà mất cháu nội à. Nó rất là rắc rối. Hơn nữa là nếu mà đưa bé mới có 7 tháng tuổi mà về Việt Nam thì bà phải đi cùng, chứ em chẳng thể ôm cái đứa nhỏ 7 tháng về được. Thế cho nên lúc này là cái lúc mà chưa cần, lớn một chút nữa. Bây giờ em cứ chịu khó live stream, em với cô ấy kết nhau trên Facebook vẫn còn đúng không? Dạ. Yeah. Buổi tối ấy, chụp hình rồi là quay video, rồi live stream, em ngồi cạnh giường thằng nhỏ, hay là kết với cô ấy không, là hẹn nhau cô sẽ xem được thằng nhỏ từ xa. Trước mắt là như thế đã, nắm tình hình. Sau này con lớn lên một chút, 1, 2, 3 tuổi, từ Campuchia về bên em Bình Phước, nó ngay bên nọ với bên kia đúng không? Cũng chẳng xa là mấy.
về ăn Tết hoặc là có dịp về hoặc là ba con đi, bà nội không thể ôm suốt ngày đêm khi mà con đã lớn rồi. Em đưa nó về hẹn hò cho mẹ nó thăm. Rồi có nhiều cách mà, cứ còn nghĩ đến nhau thì chắc không có cái gì. Cô ấy sang Campuchia chơi, em dẫn cô đi tham quan đây đó, nhân tiện rẽ vào thăm bé vân vân. Còn lúc này thì Thành chấp nhận đi, không thể có cách nào mà em mang được đứa bé 7 tháng về đâu. Chịu khó cho cô nhìn thấy mặt con và sự phát triển với chơi của con bằng những cái thông qua mạng xã hội vậy nhé. Vâng, xin cảm ơn anh Đinh Đoàn. Hy vọng bạn sẽ giải quyết được cái vấn đề của mình. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Alo. Vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của bạn vâng, là gì thế? Vâng, chị cho em hỏi là em có kinh cuối cùng rồi, lần thứ kinh cuối cùng em một tuần thì em cử, thì em cử ba lần quay cử thì đều lên hai vạch. Vâng. Và từ bấy giờ thì là khẳng định em khoảng là được thai một tháng rưỡi rồi. Vâng. Nhưng đến chiều hôm qua tự nhiên em có ra máu. Vâng. Em ra cũng hơi nhiều thì em đi đến chỗ thấy thích nhé, em siêu âm thì bác sĩ có kết luận là theo dõi hình ảnh giống thúi ối em sớm trong buồng tử cung. Vâng. Và bác sĩ cũng kê cho em hai loại thuốc em uống. Thế nhưng mà từ hôm qua thì cũng có thể ra máu, mà máu tươi mà thỉnh thoảng nó có cái máu mà máu đen cục, nhưng nghĩa là chỉ khoảng một tí thôi. Vâng, mà em vẫn phải đóng cái băng vệ sinh đấy. Vâng. Thì cho em hỏi với bác sĩ là như thế thì là như thế nào ạ? Vâng, bạn đang có bầu và bị ra máu từ ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa cầm đúng không ạ? Vâng ạ. Bạn cũng đã đi khám, tuy nhiên thì tình trạng nó vẫn chưa đỡ và chưa thuyên giảm. Có nghĩa là bác sĩ siêu âm nói với em là cái thai mới vào được cái trong dạ con đấy. Vâng. Nhưng mà vẫn là còn cái hình ảnh nó vẫn còn nhỏ. Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tiếp chuyện bạn. Xin mời bác sĩ. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Đây là thai lần đầu của em? Không, em lần thứ hai ạ. Cháu đầu của bạn được bao nhiêu lâu rồi? Cháu em được 10 tuổi ạ. 10 tuổi á? Vâng ạ. Thế à, thế năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Em 38 ạ. Năm nay bạn đã 38 tuổi rồi mà bạn có thai lần hai như thế này. Tức vâng. là lúc này là cái nội tiết ở trong cơ thể bạn nó cũng đã không còn được như trước nữa. Tức là không được như đứa đầu nữa. Vâng. Cái hiện tượng của bạn hiện nay thì có lẽ là tôi đang nghĩ nhiều đến hiện tượng là sảy thai. Vâng. Có rất nhiều triệu chứng để có khả năng là bạn đang bị sảy thai đấy nhé. Vâng. Thế thì bây giờ thế này, thai hiện nay đã nằm ở trong tử cung được như thế là tốt rồi. Vâng. Sợ mà nó còn nằm ở ngoài, nó còn chưa làm tổ trong tử cung thì mà lại ra máu như thế thì người ta lại còn nghĩ nhiều đến khả năng có thai ngoài tử cung thì còn nguy hiểm hơn. Vâng. Tuy nhiên thì bây giờ theo tôi thì thế này, bạn ngày mai bạn phải đến bệnh viện đi. Vâng. Nhé. Bạn ở Vâng. Hà Nội rất là tiện, bạn ở chỗ nào vậy? Em ở Cầu Diễn ạ. Bạn ở Cầu Diễn. Có lẽ là cái này của bạn là phải đi theo dõi ở trong bệnh viện phụ sản. Vâng. Bạn có thể đến bệnh viện phụ sản Hà Nội. Vâng. Phụ sản Trung ương tùy bạn. Nhưng ở cái nơi mà cái chỗ bệnh viện mà người ta phải có chuyên khoa sản, tôi nghĩ có khả năng bạn sẽ phải nằm viện. Để vâng. bác sĩ người ta sẽ theo dõi cho bạn. Để vâng. người ta giữ cho bạn được cái thai đấy. Có vâng. thể là sẽ là điều trị nội tiết hoặc là làm cái gì, hỗ trợ cái gì đó để giữ được cái thai cho bạn. Bởi vì hiện nay tuổi của bạn cũng tương đối là cao rồi. Và vâng. lại ra máu như vậy nhá. Vâng. Thế thôi, bây giờ thì có lẽ là thôi thì cứ cố gắng hết sức vậy nhá. Vâng. Nhá. Thế vâng, em vâng, vâng. thu xếp đi sớm đi nhá. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Vâng, xin chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Và chúng tôi cũng xin chúc bạn sẽ may mắn. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay, và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Lắk. Xin chào chương trình, chào chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn. Dạ vâng ạ. Tôi tên là Tuấn, đến từ Đắk Lắk, năm nay là 52 tuổi, mà vợ chồng là cùng tuổi. Thế ạ. Thì em gọi đến chương trình mong được tư vấn hai vấn đề. Vâng. Thứ nhất là chuyện tình cảm vợ chồng. Em lập gia đình là đã 30 năm, có hai con, cháu đầu thì đã lập gia đình, cháu thứ hai thì vừa tốt nghiệp đại học xong. Vâng. Vợ chồng thì đều là cán bộ công chức, cuộc sống thì ổn định. 7 năm trở lại đây thì xảy ra mâu thuẫn xuất phát từ lời đồn của người ngoài nói em là quan hệ với một người con gái khác và có con riêng với người ta. Thế à? Thời điểm đó thì gia đình cũng rất căng thẳng, vợ thì nổi tiếng là ghen. Lúc đó thì em yêu cầu vợ anh em về trực tiếp đến gặp gia đình cái cô gái đó để làm sáng tỏ.
thì chính cô gái đó nói trước mọi người là người ngoài từ dừng chuyện, còn cô không nói. Kể từ đó là vợ mất lòng tin, cho nên mỗi lần đi làm về hay nhậu về muộn là có cái thái độ khó chịu và dần không nói chuyện với nhau, vì là đi gái. Thì trước đây thì 2 đến 3 ngày thì nói chuyện, rồi làm hiền, sau là 1 tuần, thì dần dần là 1 tháng. Mà đến bây giờ là 5 tháng không nói chuyện với nhau. Ai làm việc đó, ai ăn thì tự nấu, và mới đây là cô ấy còn gửi đơn ra tòa đòi ly hôn. Nhưng em làm đơn trình bày với tòa là vợ chồng chưa thỏa thuận được tài sản nên tòa tạm hoãn. Thì em mong chương trình tư vấn giúp làm cách nào để cho cô ấy tin, không ghen và hiểu được em. Rồi. Thứ hai á, thì sau khi xảy ra cái sự việc tên, thì vợ bắt sang tên giấy tờ đất đai, nhà cửa cho con gái đứng tên. Con thì đã lập gia đình, con gái đã lập gia đình. Hôm nay nếu mà ra tòa đó, tài sản của vợ chồng giải quyết như thế nào? Em xin cảm ơn chương trình. Tôi hỏi anh một chút nhé, anh với cái cô gái kia thì có chút xíu gì không? Nói chung là cũng làm trước là có cái lô đất nó gần nhau thì cũng qua lại, thì nói chung là theo kiểu là cũng tình cảm, là gọi như là anh em hàng xóm với nhau thôi. Thì nói chung là cũng đùa cợt thôi, chứ còn không đến mức độ mà gọi như ảnh hưởng đến cái chuyện mà nói là có con riêng như vậy. Thế nhưng mà tóm lại là cô ý có một đứa con riêng, còn với ai thì không biết, đúng không? Nói chung là cô đó là có một đứa con riêng, cho nên là từ cái chỗ đó là xích mích, là nghi ngờ như vậy. Chính vì cái đứa con riêng của cô gái này, đâm ra là mọi người mong muốn là tìm được bố nó, mà anh thì lại người là gần gũi thân thiết, đâm ra họ ám vào anh luôn. Người ta không có nhu cầu gì cái chuyện là gọi như tìm bố làm gì hết, gọi là nói chung cái trường hợp của cái gia đình này là vợ chồng cũng sống tên 10 năm mà không có con. Thì bây giờ là vô tình là bà ta cũng có một người con. Thì bây giờ ý là cũng sự trùng lập như vậy, là cuối cùng là tiếng người ta đồn mình ở gần nhưng mà gần cái vườn thôi chứ còn. Rồi, và bây giờ cũng không có lý do gì để anh chứng minh được cả. Tình cảm gia đình thì đã sứt mẻ đến mức gần như là bên bờ vực có thể là ly hôn rồi. Bây giờ anh, riêng anh thì anh đang mong muốn cứu vãn hay là không, hay là muốn dứt điểm? Nói chung mình là cán bộ nhà nước mà làm việc thì nói chung cũng muốn là làm sao đó cho gia đình nó tốt đẹp để mà có cuộc sống với nhau thôi, chứ không ham muốn gì cái chuyện mà anh là phải ly thân như vậy, ly hôn như thế. Cho nên cũng muốn là xem chuyên gia đình đoàn có một cái gì lời khuyên như thế nào để rồi cho vợ chồng được hòa thuận, nó có những cái gì đó nó ổn định cuộc sống trở lại. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Rồi, xin chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, trước hết thì mình nói rằng thế này ạ, mình chẳng có quyền gì để bắt một ai đi xét nghiệm hay chứng minh rằng là không phải con của mình hay con của mình. Mình thôi, cây ngay không sợ chết đứng. Nếu như bây giờ anh không có gì thì anh cũng không cần phải suốt ngày đi chứng minh. Đôi khi người ta nói là càng chứng minh thì lại càng thú tội. Bà xã nhà anh thì là người ghen, đúng là ghen thái quá. Xuất phát một là vì quá yêu thương chồng, tin tưởng chồng, và sau này có cái lời đồn ấy thì nó đột ngột quá, và cô lại cứ đinh tin tưởng. Anh thì đang sống ở trong trường hợp mà người ta gọi là bị bạo lực gia đình đấy, bạo lực gia đình về mặt tinh thần đấy. Ép cho là phải, ví dụ mình không ngoại tình cũng ép cho nhận về ngoại tình, rồi ép là phải sang tên tài sản, rồi giờ thì viết đơn ly hôn, rồi sống ly thân, không nói chuyện, rồi ai ăn người, vân vân. Anh rắn giỏi lên một chút nữa anh ạ. Trước hết là thế này, anh đã sang tên đổi chủ hết tài sản của mình cho con gái chưa? Đúng rồi, sang tên rồi anh. Cho nên bây giờ là họ cũng dựa vào đó là bây giờ họ đòi ly hôn để là cái tài sản không còn của mình nữa. Ý là như thế. Mà tài sản không còn là mình cho nên... làm nó ra cái tài sản đó, chỉ có lúc mà bắt đầu nó xảy ra cái chuyện thì lúc đó em nghĩ là bây giờ để cuộc sống nó ổn định, còn cái chuyện là sang ai rồi nhà mình thôi. Ý là cái nói đơn giản như thế. Sang ai không? Sang tên bây giờ. Cô ta dựa vào đó là bắt đầu cô ta làm tới. Rồi. Cô nghi ngờ rằng là cái cô gái kia ấy, nếu mà thích anh thì rồi có khi là do thích là anh có tài sản. Vậy thì khi mà rút hết tài sản đi, anh trắng tay thì xem có còn mà cô kia có còn bám anh nữa không? Nói chung là không phải là cái cô này mục đích là ý là cô lập gia đình hơn 10 năm. Vợ anh nghĩ thế. Vâng, vợ anh nghĩ thế. Bây giờ thế này nhá, một là anh cái chuyện mà sang tên đổi chủ cho con cũng không phải là của con là của mình đâu ạ.
của bố mẹ là của con, nhưng của con không phải là của bố mẹ nữa. Nếu có ra tòa chia tay thì mẹ nó cộng với lại con bé kia nó bảo đây, ông ấy đã sang tên đổi chủ, đây là đất này của cháu hay nhà này của cháu, là mình không có gì nữa đâu. Chắc là còn mỗi cái nhà đang ở thôi đúng không? Thì chưa sang tên nốt hay cũng nốt rồi? Nói chung là cũng có hai đám là coi như sang tên rồi. Còn có hai mảnh đất sang tên. Đồng gọi là chưa sang tên thôi. Rồi. Cố giữ một cái để mà có cái chỗ mà ở ấy nhỉ. Chứ còn thì người ta đã, nếu mà tin tưởng thì người ta đã không bắt sang tên. Còn nó bắt sang tên rồi thì người ta sẽ dở luật ra. Thì mình cũng trắng tay thôi, thì bố mất thì con hưởng thì thôi, cũng đành chịu, cũng không sao cả. Bây giờ anh rất là rắn giỏi, anh họp cả mấy mẹ con nhà cô đi. Anh nói đàng hoàng như là họp ở cơ quan ấy. Trong trường hợp này là không thể cứ chứng minh, càng người ta đã có cái sự nghi ngờ rồi, trong lòng cứ cái nọ suy ra cái kia, suy diễn như thế thì rồi càng nhẹ càng thẽ thọt thì cô lại càng nghĩ rằng mình quá sợ, cho nên là cứ phải làm nọ làm kia. Họp này, mấy mẹ con tôi nói thật thế này này, phần này từ đầu thì tôi không phải là cái đứa trẻ con, tôi cũng đi làm rồi, tôi biết rồi. Chẳng có cái lý do gì hay là chẳng có một cái bằng chứng nào để có thể là ép rằng là tôi với cái cô kia có mối quan hệ một cách sâu nặng, sâu đậm gì. Bây giờ bà còn mong muốn thế nào? Hay là bà muốn là tôi nghỉ việc xong tôi cứ ngồi góc nhà để bà coi có được không? Tôi sẵn sàng là năm nay cũng sắp nghỉ hưu rồi. Sẽ phải viết đơn xin ngồi góc nhà để bà giữ được không? Mà làm vừa vừa thôi, làm quá, sống với nhau mấy chục năm trời. Nếu tôi mà có cái tính lăng nhăng gái trai chả còn đến lúc này đâu. Bà anh nhà cho em ngắt lời thì chính em cùng nhắn tin, em nói em chưa nói trực tiếp nhưng em nhắn tin để cái tin nhắn có thể cô ta đọc đi đọc lại nhiều lần đó. Không, em bảo bây giờ cái trong đọc. trong tình huống mà nếu mà ly hôn thì có thể tôi đồng ý, nhưng mà về cái tài sản ấy, tôi phải rõ ràng minh bạch vợ chồng tài sản của chung thì nên là cho nhau, còn không nữa nếu mà cứ ghen như thế này thì thân đến khi tôi về hưu thì coi như khỏi tiếp xúc với xã hội nữa, thì lúc đó cô muốn sao cũng tùy cô trả. Rồi con nói thêm như vậy đấy. Anh ơi thế này này, cái tin nhắn ấy lại phải ngồi đọc, mà khi đọc lên nó không vang lên, nó không có một sức nặng như là ngồi trực tiếp đâu. Tiếp người ta được nghe từ cái nét mặt anh nói rất là rắn giỏi, thể hiện rằng mình cương quyết này. Rồi cái giọng nói của mình thể hiện rằng là dứt khoát này. Đừng có lằng nhằng này, sao vợ chồng với nhau mấy năm mươi mấy tuổi rồi mà lại phải nhắn tin mà cái chuyện nó to đùng như thế. Rõ ràng thế bây giờ con gái thế nào? Bây giờ thì con nghĩ thế nào? Con có muốn rằng là bố mẹ cắt đứt chia tay rồi tất cả là bây giờ tài sản của con là mẹ con không và bố đứng đường không? Nào thế bây giờ từng đứa một nói cho là thế các con ý kiến thế nào? Thế sao các con phải có cái lớn rồi, con có vợ có chồng, con phải có cái ý thức để xây dựng gia đình ấy. Con cũng chúng nó cũng là đằng sau mẹ, nó cũng là con gái đó. Ừ mẹ cứ chuyển hết sang đây. Thế nếu mà mẹ mà nói với con gái là mẹ định là bắt bố mày là chuyển hết đất đai sang cho tên mày nhá, thì mà đứa con gái có ý thức nói mẹ ơi không cần thế đâu. Bố con cũng chỉ thế này thôi, bố con chỉ thế kia thôi. Con cũng chả lấy cái ấy là con đi lấy chồng rồi, bây giờ con cầm một đống cái sổ đỏ mà sang tên cho con gái, nghĩa là của nhà gái, mà muốn bán đi hay là gì đấy thì lại còn con rể nữa đấy, chứ chả phải là dễ dàng đâu, đúng không ạ? Thế thì anh nói rắn giỏi một cái đi. Thế và bây giờ thực sự thì bà muốn gì, và từng đứa một phát biểu ý kiến mong muốn ra làm sao. Thế còn thì đừng có cái gọi là thái độ mà cứ nặng nhẹ rồi bắt phải chịu những cái áp lực này khác, tôi không thể chịu được nữa đâu. Cái gì nó cũng có cái mức độ thôi. Giá bây giờ bắt được quả tang tôi trai trên gái dưới, bây giờ tôi có đứa con riêng rồi, tôi đã lấy của nhà tôi xúc tôi đi cho một người khác thì đã đành. Đây toàn nghe những lời tin đồn nhảm, bà cho tôi một cái chứng minh nào là tôi ngoại tình đây. Bà đưa đi xem nào. Thế sao lại đi nghe vài ba cái lời đồn bậy đồn bạ ngoài đường ngoài chợ ấy. Thế vợ chồng ăn ở với nhau mấy chục năm, có hai đứa con rồi lên ông lên bà còn không tin nhau, đi tin mấy cái lời đồn ở ngoài đường à, đúng không? Kể bà lên mạng xã hội xem chuyện vớ chuyện vẩn cái gì người ta còn dựng chuyện lên được. Không chi là mình rắn giỏi, cứ như là anh đang quán triệt một cái cuộc họp ấy ở cơ quan ấy. Rồi có khi bởi vì anh cứ nhún rồi anh chẳng dám tiếp xúc, bà ấy bắt ăn riêng cũng ăn riêng, bà ấy bắt sang tên cũng sang tên. Thế xong rồi thì nghĩ là chắc thật rồi. Thế và bà cứ làm già làm tới. Mà bây giờ thì bà phần đấy tuổi đầu bà chả có nhu cầu gì nữa, bà lại vui thú với con mà lại chắc chắn là cầm được mấy cái sổ đỏ rồi. Thế là chắc bụng rồi, yên tâm rồi. Mình là sẽ là người khổ. Đúng không anh ạ? Nhá, anh cứng rắn lên đi. Vâng, xin cảm ơn anh Đinh Đoàn. Hy vọng anh sẽ giải quyết được cái vấn đề khó khăn lúc này của chính gia đình mình. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Chị ơi, cho em hỏi về vấn đề sức khỏe chị ạ. Vâng. Em kinh nghiệm từ năm ngoái chị ạ. Vâng. Thì
ba em bị trong tháng mấy tháng đầu thì nó bình thường chị ạ. Trong mấy tháng về sau thì nó rối loạn hai tháng một lần. Vâng, bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ em 16 ạ. À 16 tuổi, 15 tuổi bạn mới có kinh đúng không ạ? Và từ khi đó đến giờ thì kinh nguyệt nó không đều. Hơn một tháng hoặc hai tháng mới có một lần đúng không? Vâng ạ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ. Ừ, chị chào em. Em là chị ạ. Ừ, năm ngoái mới có hành kinh à? Vâng ạ. Năm nay thế mình học lớp mấy? Dạ, em từ chị ạ. Hả? Dạ, em thôi rồi ạ. À, thôi đi học rồi hả? Ừ. Vâng ạ. Thế ngựa mình cao mét bao nhiêu rồi? Dạ, em cao 1m60 ạ. À, ừ, nặng bao nhiêu cân? Dạ, em nặng 45 cân ạ. Ừ, chuẩn đấy, nhá. Thế về chiều cao cân nặng của mình như thế là ổn rồi, mình không có gì phải lo cả. Thế và hiện nay thì mình mới có hành kinh năm ngoái thì bây giờ nó đang trong cái quá trình để cơ thể mình nó hoàn thiện các cái cơ quan sinh dục rồi là các cái chức năng nội tiết, cho nên là thường là trong những cái năm đầu hoặc đặc biệt là mới có hành kinh thì nó chưa ổn định đâu nhá. Cho nên cái việc mà nó có không đều là chuyện bình thường em nhá. Vâng ạ, nhưng mà có lần thì hơn 2 tháng, có lần thì hơn tháng là có thôi chị. Ừ, kệ nó không sao đâu. Rồi một thời gian nữa rồi nó sẽ ổn định thôi, không sợ nhá. Ờ, thế và mình có thể là mình chịu khó ăn rau ngải cứu ý. Mình có biết rau ngải cứu không? Dạ em có. Ừ, đấy mình có thể là mua rau hoặc là trồng gì đó thì mình ăn rau ngải cứu đi. Nếu mà tốt nhất có thể là ăn với trứng cũng được, hoặc là như thế nào đấy, luộc hoặc là xào gì đó mà mình ăn được cái đấy thì nó cũng tốt, nó cũng điều hòa lại kinh nguyệt nhá. Dạ. Rất xin lỗi là phải nhắc em điều này, là cho dù em mới có hành kinh khoảng độ hơn một năm, cho dù là kinh nguyệt không đều, nhưng nếu như có quan hệ tình dục mà không có biện pháp bảo vệ thì vẫn có thể có thai đấy nhá. Vâng ạ. Ừ, thế nhắc nhở kỹ điều đấy để nếu như có vấn đề gì thì phải tìm hiểu thật kỹ các kiến thức về sức khỏe sinh sản đã nhá. Vâng. Ừ, chào em. Vâng, xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo. Alo, em chào chị. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Chị ơi, em muốn hỏi chị ạ. Em lấy chồng được 4 năm rồi mà em vẫn chưa có gì đấy. Mà em đi khám ở dưới bệnh viện Trung ương Hà Nội đấy thì họ bảo em là buồng trứng của em đã bị kém đấy. Em tiêm thuốc kích trứng rồi nhưng mà vẫn không phát triển tí nào. Thì bây giờ có phương pháp làm nhanh chóng không chị? Vâng, hiện nay rất là mong ngóng có một em bé đúng không ạ? Vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Ơi chị chào em. Vâng, em chào thế chị. Thế thì mình đã đi điều trị và dùng gọi là dùng cái thuốc để kích cho trứng nó chín, nó rụng đúng không? Vâng. Nhưng mà không được à? Mấy lần rồi? Em đi nhiều lần rồi nhưng mà hôm vừa đây em xuống khám thì bác sĩ bảo em là lần này thì không dùng thuốc tiêm đấy nữa, mà lần sau thấy thì xuống xong thì để mà bác sĩ cho sang bên trung tâm chăm sóc hỗ trợ sinh sản đấy chị. Em muốn hỏi là thêm mới lại kinh của em nó không đều đấy thì trứng của em nó kém phát triển đấy thì nó rồi. Ảnh hưởng đến kinh nguyệt là chị. Em đang đi ở bệnh viện nào đấy, đi khám ở bệnh viện phụ sản Trung ương Hà Nội. Phụ sản Trung ương Hà Nội là cái nơi chuyên sâu rồi. Cái việc mà buồng trứng của mình nó kém, yếu tố nội tiết nó có vấn đề, thế và chữa cái việc đấy thì kiên trì thôi nhá. Hai ba lần gì đấy mà nó không thành công và người ta sẽ chuyển sang một cái phương pháp khác. Đấy, ví dụ như sang cái phòng hỗ trợ sinh sản. Thì nhẽ ra em hỏi luôn là bác ơi thế sang đấy thì làm gì? Thế nhưng mà người ta đều có những cái phác đồ điều trị cả. Phác đồ đầu tiên là bao giờ cũng áp dụng từ nhẹ xong lại đến cao cấp hơn. Thế thế thì nghe chừng cái gọi là phác đồ 1 em là không được rồi thì người ta sẽ chuyển tiếp. Việc của mình là chắc là sẽ thay đổi dài dài. Sẽ thay đổi lâu dài bởi vì em đến bệnh viện đấy là bệnh viện đầu ngành rồi. Nhá. Thế và
có cái gì còn lăn tăn không muốn hỏi thì cứ hỏi đi, các bác sĩ sẽ trả lời đấy. Cái khi mình điều trị thì cái yếu tố tinh thần của mình nó cũng rất là quan trọng. Mình có niềm tin rằng là sẽ theo và là sẽ được, chỉ có sớm hay muộn thôi. Thế nhưng mà mình không hỏi, xong về cứ không biết thế nào nhỉ, xong lại đi hỏi lung tung, giọng mỗi người một câu, xong lại nản lòng ấy. Thế vì vậy là đừng ngại bác sĩ hỏi tất. Và chị chỉ có thể nói với em được rằng em đã đến đúng cái địa chỉ rồi. Và mình phải kiên trì em nhé. Chúc em may mắn. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hưng Yên. Alo. Dạ vâng ạ. Vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì thế ạ? Em muốn hỏi là câu hỏi của em là con trai em năm nay cháu học lớp 9, thời gian gần đây thì cháu rất bướng bỉnh và khó bảo. Với lại thời gian gần đây em thấy chồng em cũng hơi chiều cháu ấy, cho nên em cũng lo là sợ cháu hư hỏng. Con lớp 9 thì cũng đang ở cái tuổi ẩm ương và rất là khó bảo. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Vâng ạ. Xin mời anh. Rồi, chào mẹ cháu. Vâng, em chào anh Đinh Đoàn ạ. Trên đài báo truyền hình cũng có nói là không nên xem điện thoại trong bóng tối. Nhưng cháu toàn chùm hôm chăn để chơi điện thoại. Thì em có nói con rằng là con làm gì thì làm, con chơi gì thì chơi, bố mẹ không cấm đoán, không quan tâm. Miễn là sao là con chơi lành mạnh là được, hoặc là không quá đi sâu vào nó. Nhưng mà con không nghe, con cứ bảo kệ con cứ chùm trong chăn, con chơi điện thoại. Rồi. Hoặc sáng ngày ra con dậy là con không bật điện ở phòng lên, mà con cứ ngồi trong bóng tối con chơi điện thoại. Đấy là cái vấn đề, là em cũng thấy cháu nó hơi bất thường. Ví dụ như cháu nó muốn có điện thoại, là muốn có xe đạp điện này, quần áo đẹp này, thì chồng em đặt lại đều chiều theo ý của con. Thì em nghĩ rằng là cái gì rồi, mình lên rồi cho thì sẽ cho, còn cái gì cảm thấy không được để cho con nó biết rằng là hoàn cảnh nhà mình khác, hoàn cảnh nhà người ta khác, chứ không đúng, thể thua đòi mấy lại con nhà này nhà kia được. Cái đấy thì em đấy. lại đúng. Cái việc đầu tiên này muốn nói thế này này, mình là bố là mẹ và con nó cũng đã lớn, nó cũng có những cái quyền riêng tư một chút. Cái gì cũng theo dõi để biết rằng là nó chui vào chăn, rồi nó lại ngồi trong toilet hơi lâu, rồi nó nghịch điện thoại hơi lâu. Cái đấy là mình giám sát kỹ quá. Và trẻ con ở cái tuổi nó đang khẳng định nó là người lớn mà bị giám sát, nó rất là ghét. Khi đã ghét rồi thì có cái phản ứng ngược lại. Tức là nói thì cứ nói đây, cứ làm thế đấy, làm gì thì làm. Tức là nó có cái một chút ương bướng thể hiện thì, sự phản ứng. Như bác nói, nó bảo em này, càng cấm càng phá, mẹ có hiểu không? Ra đều là đấy, mẹ càng nói nhiều thì con càng chống đối, nó cũng bảo thẳng mấy em là như thế. Thế thì thế này, mình gần gũi nhưng không phải để rình rập soi mói. Ôi rồi ôi, mẹ bật đèn hộ con nha. Ví dụ cu cậu nó đang ngồi trên giường chồm hổm mà mấy con 5 giờ sáng đã thấy lướt phây lướt điện thoại gì đấy, mình bật tổ tắt cái đèn lên, và lười có mỗi cái đèn không bật, mẹ bật cho. Thế rồi lên mà đi ngang qua thấy đang chùm chăn, đang nghịch ở trong điện thoại, thì mình cũng có thể hiểu rằng là một mặt là nó lười, nhưng một mặt nữa phải ở cái tuổi này có những thứ che giấu, nó cũng tạo ra một cái sự bí mật đấy. Cái chùm trong chăn cái này xem thoải mái, thậm chí có thể chát nghịch một chút, thì bật đèn giúp 5 lần 7 lượt nhắc thế thôi, chứ còn cũng không phải quá sâu. Nó đã phải làm chủ được bản thân rồi. Một cái điều thứ hai mà ban nãy nói rằng là vợ chồng phải bàn bạc thống nhất. Em biết nó là con em cũng thương, chứ ai chẳng muốn, bố mẹ muốn cho con bằng bạn đồng bè. Nhưng mà anh phải nhớ rằng thế này này, nó đòi cái gì mình cũng cho đấy. Thì thực ra nhu cầu của trẻ con nó leo thang lắm. Nay nó đòi điện thoại mà mẹ chỉ cho con điện thoại cục gạch cũng được, đến lúc nó có điện thoại cục gạch thì nó lại muốn điện thoại smartphone. Thế rồi không có thì nó dằn nó dỗi. Hôm nay nó đòi là xe đạp điện, thế rồi đến lúc là nó lại không thích đi xe đạp điện, vì các bạn nó bảo đi xe đạp điện đồ trẻ con, nó đòi xe máy điện cơ, hoặc là đòi xe máy cơ. Thế rồi đến lúc nó cứ quen đi bằng cái hình thức là ăn vạ mà mình không cho thì... Đấy, cũng chính vì như thế mà thời gian gần đây là nó cũng kiểu như nó nằm căng để cho bố nó chiều nó đấy bác đó. Ạ. Thế như thì là nó vấn đề nó không phải là điện, nó mà vấn đề là ông bố nhầm của bố nó. Thì hai vợ chồng nói đi, anh có thể đặt cho con thế này này,
bố mẹ thì không khá giả, còn cần phải có thời gian để bố gom góp tiền. Ở đây là một cách nói rằng là không phải đòi một cái có là ngay được, bố cũng phải gom góp đồng thời. Cái đấy thì cũng nói rồi bác ạ, nhưng nó bảo rằng là ui rồi nói thế thì nói làm gì, nếu không mua xe đạp điện con không đi học nữa. Không đi học thì nghỉ. Thì em không bảo là không đi học thì nghỉ, đây là nó đang đe dọa anh. Con đi mà học anh thì... mà chiều theo ý nó là coi như là hỏng. Nhưng mà chồng em cũng đã mua cho cháu rồi, bắt đầu đấy. Cháu lên lớp 9 là đã mua cho cháu rồi. Vấn đề là con sự... dùng điện thoại thông minh rồi. Đấy thì em có cũng xe đấy đạp là điện có rồi vấn đề mới... mà làm em lo nhất là bố nó chiều nó như thế. Trước đây thì suốt ngày đánh là chửi Dương Trang. Cái năm cháu lên học lớp 9 này thì lại bảo rằng là cái tuổi này ý là cũng như em bác nói với cả em cũng biết được đấy, là không nên đánh không nên chửi, em mà không đánh không chửi không, nhưng không, không có nghĩa không là anh chiều nó như thế. Chính xác mẹ cháu đấy. cái này thì tuyệt vời, lại cần phải truyền cái tư tưởng đó sang cho bố nó. Nói chuyện với bố nó đi, vấn đề không phải của thằng cu thật. Đúng là mình cũng đã hiểu rồi, mình biết rằng là đánh đập mắng mỏ xúc phạm thì không nên. Chiều đáp ứng tất cả thì lại càng không nên, bởi vì cái gì mà có được dễ dàng. Nhưng thì bây giờ thì chồng em lại chót cho cháu dùng điện thoại từ năm cháu bắt đầu lúc lên lớp 9 này là đã cho con dùng điện thoại thông minh rồi, con vào Facebook rồi con vào các thể loại trên trang mạng xã hội. Rồi. Thì em muốn là làm như thế nào để bây giờ có thể lấy lại được cái điện thoại không cho cháu dùng nữa, mà cháu nó không ức chế gì, bởi vì bây giờ em thấy như này là nó đã quá đi sâu rồi. Nhà mà mất mạng không may thì chẳng mất mạng, nó cũng ra nó đập cái đầu wifi ấy, rồi nó chửi các cái nhà mạng ấy, rồi nó cáu nó khùng, rồi nó bảo là sang năm không thèm dùng cái mạng này nữa. Em tình hình như thế em rất là lo lắng, nhưng em không nói gì trước mặt con cả. Tình hình là em tình cũng... hình là nghiện rồi, đến lúc mà không có thì không thể chịu được. Đã nói rằng là đã vượt qua được rồi, xong là lùi lại thì khó vô cùng, cũng như chúng ta thôi, trước đây chả có điện thoại chẳng làm sao cả. Chúng ta cũng có thể cho con dùng điện thoại nếu như đấy là cái đứa mà thực ra nó cũng có ý chí học tập, mà mình nắm được nó cũng là cái đứa ngoan. Mà nó cũng chỉ học có là để bố cháu mẹ càng ngày càng đi xuống lớp cấp 1 thì từ cấp lớp 1 cho đến lớp 5 năm nào cháu cũng được giấy khen học sinh giỏi, nhưng bắt đầu cháu lên cấp 2 một cái cứ đi xuống dần dần. Năm ngoái là lên lớp 9 này là vớt chứ không có thì cháu lại đúp. Rồi, thế thì rồi đấy, tới đây còn vào lớp 10, cái thi vào 10 nó còn khó hơn cả thi đại học bây giờ ấy. Vâng, thế cho nên là cũng lo lắng ấy, cũng đang cố gắng động viên cháu là cố gắng đi học, mà vợ chồng em là cũng tính nếu cho cháu học cấp 3 chắc là cũng phải chạy cho nó thôi, nhưng mà nghe chiều hướng nếu như nó cứ như thế này thì em thực sự không muốn cho nó học tí nào. Xác định là nó không học được cấp 3 thì nó học nghề ở Hưng Yên, nhà em là có cái trường Tô Hiệu đấy, là họ dạy các nghề đấy cũng 3 năm đấy, nhưng mà học ở đấy trẻ học toàn bỏ học thôi, cũng chán lắm, em không muốn cho cháu vào đấy. Nghề cũng phải chọn đấy, rút kinh nghiệm này, còn nhiều việc phải làm với thằng cu chứ không phải chỉ thế này đâu. Bây giờ thì nói chuyện với bố rằng là bây giờ thì mà tước đoạt là điện thoại hoặc là cất xe máy đi bắt nó đi bộ thì tạo ra một cái phản ứng quá mạnh mẽ, tức là nó nghĩ rằng đó là một sự trừng phạt, một sự sỉ nhục nó. Thì rồi có những cháu mà tính nó ương ngạnh là dỗi rồi bỏ nhà ra đi rồi là lang thang rồi thì mình sẽ còn cái sẩy nó nảy cái ung không tốt. Nhưng mà cái chuyện gì đã chót rồi thì thôi. Nhưng bà là bố nó là anh phải nhớ là từ nay đi tất cả những cái việc mà đòi hỏi của con phải thống nhất vợ chồng. Em không phải không thương con đâu. Tới đây này nó mà thi không đỗ cấp 3 thì bây giờ nghĩ dần đi. Nếu không cấp 3 thì đi nghề là gì? Không phải là cái nghề mà cứ ở ngay gần nhà cho nó dễ dàng. Vào đấy mà thời buổi này cứ gò gò với hàn với cắt may may ấy thì học được 3 bữa nó sẽ chán. Thế rồi chán bắt đầu bỏ học lang thang tốn tiền. Xe máy thì có sẵn, điện thoại, smartphone có sẵn. Rồi đi ngồi karaoke rồi là cà phê rồi bắt đầu tật nọ nó sinh tật kia rồi gái mú rồi vớ vẩn đấy, mẹ cháu là còn phải cưới vợ cho nó sớm nó chết đấy chứ. Thế nhưng không bao giờ là muộn. Bây giờ cũng có thể được phân tích với con, vợ chồng phải thống nhất ra này. Xong đấy thì phân tích với con, thế thực ra thế này này, con thì chắc là cũng khó thi vào cấp 3 công lập. Thế tới đây nếu như không vào công lập thì theo con đi học nghề, để con học nghề gì? Nó mới kể ra năm ba cái nghề, mình mới phân tích từng nghề. Nó bảo con thích học nghề hàn. Con ơi, bây giờ thật ra thì gò hàn nó cũng phải thế này, một là người phải rất cao tay, người phải chuyên môn, hai là vân vân. Và thậm chí mình hướng cho nó những cái nghề nó mang tính chất hiện đại bây giờ ấy, làm đầu, trang điểm cô dâu, làm tóc, mà học 5 tháng, 6 tháng ra có việc làm ngay để nuôi sống bản thân cũng tốt chứ làm sao. Học nếu nó mà sáng dạ một chút nó có thể học máy nhưng tính. Mà em cũng hỏi cháu rồi, nó thích học thì em cũng hướng cho nó biết để học theo cái sở thích của nó ấy. Thì bây giờ cháu nó thích học đàn, rồi học hát cơ. Wow. Em cũng cho cháu đi học được một năm nay rồi, nhưng mà về nhà thì không chịu luyện, thì người ta bảo văn ôn, võ luyện đây cháu đi học.
ở các cái trung tâm thì người ta chỉ dạy có 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi thôi. Chủ yếu cái là học đàn, nhà học hát, chính. Con mà đi theo ngành là nghệ thuật đấy, thứ nhất nó phải có cái niềm đam mê từ bé, và cái điều thứ hai là nó phải có cái tố chất. Cái năng khiếu ấy thì em thấy là cháu nó từ lâm lớp 5, lớp 6 là cháu nó tham gia vào cái câu lạc bộ của thôn ấy. Thì là nó cũng có hát, thì mọi người cũng động viên vợ chồng em là thôi nó leo cái giọng ca của nó hát cũng gọi là mọi người nghe, ai cũng bảo là hát được đấy, cho nó đi học. Thì là nó cũng xin đi học từ năm lớp 6 cơ, nhưng mà em cứ lấn lứa em không cho cháu học, là năm nay em mới cho cháu học, nhưng mà em thấy nó học nó cũng không có nằm niềm đam mê như là nó nói đấy. Nó bảo mẹ con thích lắm, con mơ ước, con ngày đêm con ngủ con cũng mơ đến được con được đánh đàn, thì nghe con nói thì mình cũng thấy nó khát va khao của nó ấy, em cho đi học, nhưng về bây giờ nó chả ôn chả luyện thì sất, xong là đàn rồi nó mải chơi điện thoại, rồi nó đi chơi suốt ngày, nó có thở mói gì đến đàn đâu đấy. Thế thì em mới đang đau đáu là không biết là liệu có lên cho nó học tiếp hay là thôi không cho học nữa. Không, phải bàn với con, đùng một cái mình tức mình cắt thì lại không nên. Thế mẹ thấy, mẹ cũng đồng tình với con, cho tạo mọi điều kiện cho con đi học. Thế nhưng mà mẹ thấy con chẳng học hành gì. Thế học 6 tháng, 7 tháng, bây giờ con có biết một bản nhạc, đánh đồng bản nhạc, có hát được bài, có sản phẩm gì không? Hay là rồi cứ quăng bỏ vãi mà có duy trì cái nào không? Rồi đó mà bây giờ nó bảo con mới gảy được 2 ngón, con chưa biết cái gì và mấy cái gì hết. Xong lại kêu là chán ở trên trung tâm thì không học, nó lại đòi học chỗ khác. Thế bây giờ em chả biết là như nào, thì nó bảo là học ở cái chỗ kia mà bạn nó quen, nên là bạn nó học ấy, là nó bảo là đứa nào mà thông minh thì 1 đến 2 tuần là biết đánh, còn đứa nào mà ngu đần nhất thì 2 tháng là biết đánh, mẹ cho con đến đấy học. Thì em đang phân vân là muốn thành trở thành nghệ sĩ mà lại ngu si đần độn để học. Nhưng chủ nhật tuần này nó lại bắt em đưa đi để xin học chỗ khác đây này. Tóm lại thế này này, em đang giữ một vai trò rất trụ cột trong gia đình, mà hình như tất cả những cái thứ mà liên quan đến việc học hành ý, định hướng của con ấy, thì hình ảnh của bố nó hơi mờ mờ nhạt nhạt thế sao ấy. Em ơi, em thứ nhất là em phải lôi ông chồng vào, thứ hai là đẩy ông cái việc đấy, anh hai bố con chở nhau lên nắm bắt tình hình thực tế trong cái trung tâm thế nào, thấy người ta nói chưa biết được đâu, không bắt mình không thấy tai không nghe. Còn cái chuyện đi học bỏ đầu tư 4-5 năm chỉ để gầy được 2 ngón thì cuối cùng thì để nó trở thành cái gì, để nhã trở thành người đánh đàn 2 ngón à, đúng không? Nhá. Mình rất quan tâm, nhưng mà trong gia đình phải có sự thống nhất, đặc biệt là phải đẩy cho vai trò của người bố. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình. Hai vợ chồng sẽ cùng bàn bạc để xem có cái phương pháp giáo dục con được tốt hơn chị nhé. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Nam Định. Alo. Alo. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Chương trình. Trước đây cái hai cái bên tinh hoàn của tôi, nghĩa là bên thì nó hình dạng nó bình thường á, nhưng mà một bên thì nó khá bình thường, nghĩa là nó không được đều tròn như vậy, mà nó kiểu nó tan tan đẹp đẹp, mà nó vẻ nó không được trơn tru như cái bên kia, nhưng mà nó không có đau. Nghĩa là trước đây tới đây khoảng độ đấy, cái bình thường, khá bình thường khoảng độ 2 năm nay rồi, nhưng mà chỉ gần đây thì sẽ thấy được vài 3 tháng này mới thấy đau. Thì tôi có điều trị ở bệnh viện đa khoa huyện ấy, thì cũng điều trị thưa ông họ kết luận là bị viêm viêm màng tinh hoàn, là viêm tinh hoàn, và khi lần sau kiểm tra lại thì cũng ở đấy, thì người ta cũng thưa ông lại kiểm tra có dịch tràn tinh hoàn, thì họ bảo điều trị nếu mà không đỡ thì có thể phải mổ. Tôi cũng lo lắng thì hỏi chương trình, nhưng mà trong lúc hỏi chương trình thì tôi cũng gọi chương trình tổng đài anh Dương á, thì họ tư vấn là nên đi khám điều trị khám ở cái trên trung ương có thể nó khá hơn. Thì hiện giờ tôi cũng đi khám ở khoa Nam học của huyện Việt Đức ấy, mới đi khám về, nhưng mà thì nó cũng đang tiến triển, nó chưa thấy ổn hẳn, nhưng mà khi tìm có gọi hỏi lại thì tôi cũng có một số cái tư vấn, cái lời muốn tư vấn ấy. Vâng, vấn đề của bạn thì chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình, sẽ tư vấn xem là những bất thường thì như thế nào ạ. Vâng. Chị chào em. Vâng, chào bác sĩ ạ. Ừ, cái câu chuyện của em thì được chẩn đoán là viêm màu tinh hoàn này, rồi lại viêm tinh hoàn này, xong lại là bao tinh hoàn có dịch này, đúng không? Vâng, đấy là kết luận ở bệnh viện đa khoa của huyện ạ. Rồi, thế thì lên đến bệnh viện Việt Đức thì người ta chẩn đoán là gì? Vâng, nên trên đấy thì bác sĩ của khoa Nam học Việt Đức thì siêu âm nếu chuẩn bị chẩn đoán là bị chạm tinh mạch, tinh hoàn hai bên. Vâng. Với lại nó có một nếu siêu âm tổng quát ổ bụng tất cả các hệ phần bộ phận thì có thêm cái hình như ghi ở đây là cái polyp túi mật mà kích thước nhỏ, thì họ nói thế. Rồi
Cái polyp túi mật thì mình bỏ xa bên cạnh nhé. Bây giờ tập trung vào vào cái chuyện là giãn tĩnh mạch tinh hoàn, đúng không? Và người ta đang có phác đồ điều trị cho em rồi. Và em thấy rằng là nó chưa đỡ mấy, đúng không nào? Thế thì cái giãn tĩnh mạch tinh hoàn ấy, tùy mức độ, thế nhưng mà thông thường người ta sẽ điều trị nội khoa trước, tức là điều trị bằng thuốc. Thế và nếu điều trị nội khoa ấy mà nó đáp ứng thì tốt, thì là tốt quá. Còn nếu mà nó không đáp ứng thì người ta sẽ chuyển sang một cái phương pháp cao hơn, đấy là cắt hay thắt gì đấy. Thế thì mình đã đến khoa năm học của Bệnh viện Việt Đức, cũng là một nơi tin tưởng rồi, là bệnh viện công rồi. Thì nó phải kiên trì thôi. Đừng sốt ruột rồi. Mình chỉ biết là mình đến đúng địa chỉ. Đó, thì là cứ theo đó. Chứ nếu không lại cứ nay đi bệnh viện, nay đi chỗ này, mai chỗ khác ấy. Thì có thể có những cái lời dẫn nó khác nhau, thì rồi đâm ra là mình hoang mang. Thế thì... Cho em hỏi lại, vậy ví dụ trẻ hiện giờ thì em thấy cũng như nó rất bình thường, nghĩa là nó không gặp mình mải công việc hay là nó không thấy đau, hay là mình cũng quên đi, nghĩa là cũng thấy bình thường nó như không, nhưng mà có khi thoảng có lúc thì nó hơi tức đau đau một tí, nhưng mà cảm nhận như nó cũng có đỡ hơn những lần trước, còn chưa đi điều trị. Thế tức là có vẻ như là có đáp ứng với thuốc điều trị. Vâng, mà quá trình họ cho thuốc có vẻ dài ngày, khoảng một tháng vậy. Rồi, thế thì phải kiên trì thôi, chứ còn là năm học, khoa năm học của Bệnh viện Việt Đức là tốt, khẳng định như vậy nhá. Thế còn bệnh thì cũng không phải là... Như bác sĩ tư vấn, em cũng muốn chỉ để tham khảo thôi, để mình biết thôi. Ví dụ để mình biết, để mình còn chuẩn bị tinh thần, nếu mà trường hợp mà thuốc mà nó không đáp ứng được thì cái phương án điều trị tiếp theo là thường thường họ xử lý theo cách nào? Vâng, đấy thì nói rồi ạ, nó sẽ là có can thiệp về phía ngoại khoa. Tức là nó có thể mổ cắt hoặc thắt gì đấy cái búi giãn đấy ra. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Quảng Bình. Alo. Dạ, alo. Vâng, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, em hỏi đây nội, em mới có được hơn tháng, hỏi bác sĩ em có thể uống thuốc OB Minh đúng không ạ? Vâng, câu hỏi của bạn thì bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời chị. Dạ. Chị chào em. Dạ, em chào chị. Em hiện tại là có thai được hơn một tháng, đúng không? Dạ. Em nói là em có thể uống thuốc gì cơ? Dạ, OB Minh ạ. Obimin là thuốc dành cho phụ nữ có thai ấy hả? Dạ. Nó là các cái vitamin tổng hợp đấy gì? Dạ. Được em ạ. Nhá. Những cái vitamin tổng hợp đấy thì kể cả cái người mà chưa có thai cũng dùng được và cũng nên dùng, đặc biệt là khi có thai thì càng nên dùng, và nó có cái loại là riêng cho cái người phụ nữ có thai, thì người ta còn căn cứ trên cái nhu cầu của người phụ nữ có thai để người ta bổ sung thêm những cái chất khác nữa, ví dụ như là acid folic là vitamin B9 ấy, là cực kỳ quan trọng với cả người có thai, để nó hình thành, nó tốt cho cái hình thành cái ống sống ấy và thần kinh. Thế hay là omega 3 thì nên bổ sung sớm. Thế còn ví dụ như là chắc là sẽ cũng phải bổ sung, nhưng mà thường là sau 3 tháng thì sẽ bổ sung thêm canxi. Bữa trước em có hỏi thì nhân viên bán thuốc là nói mới tháng đâu là uống tốt rồi, bao uống tháng trở lên là uống vậy, được rồi. Vậy thì em xem cái Obimin đấy nó có những cái thành phần gì ở bên trong, bởi vì cái tên thuốc đấy nhưng mà nó có rất là nhiều cái biệt dược khác nhau. Bên đấy chị hỏi em rằng là có phải đấy là các cái vitamin và khoáng chất tổng hợp không, thì em bảo có. Nếu đúng là như thế thì uống ngay từ đầu là tốt, thậm chí người ta còn chuẩn bị trước khi có thai cơ, người ta đã uống rồi
để chuẩn bị cái cơ thể của người phụ nữ cho nó thật khỏe mạnh ấy. Thế nhưng mà nếu mà em nhìn trong cái thành phần, bởi vì trong cái đơn thuốc, trong cái hướng dẫn sử dụng thuốc bao giờ nó cũng có ghi thành phần. Thế thì không biết là nó là những cái thành phần gì mà phụ nữ có thai không nên uống. Thế và nếu mà cẩn thận hơn nữa, em mà không hiểu về dược thì em đi khám thai, em có thể mang cái đơn thuốc đấy đi để em hỏi cái nơi mà em khám thai ấy nhá. Chủ yếu là đọc thành phần của nó, và người ta có nói là chống chỉ định hay là chỉ định dùng trong trường hợp nào. Dạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình, chúc cho bạn sẽ có một sức khỏe thật tốt. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ Phú Thọ. Vâng, chào chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì ạ? Dạ, em muốn hỏi về sức khỏe sinh sản chị ạ. Vâng, bạn nói cụ thể đi. Vâng, em thì đi mổ u xoắn buồng trứng trái chị ạ. Vâng. Vâng, thì em với người yêu có quan hệ tình dục thì em thấy lên ngày kinh nguyệt thì em thử thì thấy quay thử thai báo là có thì đến giờ thì em cũng không dám đi siêu âm. Thật ra thì em chưa có lần, em cũng cảm thấy ngại mà. Vâng. Thế nên hôm qua thì em cảm thấy nó đau bụng, mà những cái tháng cái thai đầu này em cảm thấy nó đau bụng ấy chị ạ. Nhưng không đau lắm, nó chỉ đau râm râm. Đến hôm qua thì em thấy nó đau nhiều hơn nhưng mà không ra máu đâu ạ. Vâng. Bạn thử que thử thai là khi thấy chậm kinh đúng không ạ? Vâng, chậm 10 ngày em mới thử ạ. Vâng, bạn nghĩ rằng mình đang có bầu, tuy nhiên thì cũng hay bị đau bụng. Và bạn cũng lo lắng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn. Xin mời chị. Chào chị ạ. Chị chào em. Bây giờ thì có lẽ là mình có thai rồi đúng không? Vâng. Thế mình lo điều gì? Mình lo là có phải thai, có thai gây đau bụng hay là hay thế nào? Mình lo gì em? Em cảm thấy nó, tức là nếu như mà em mổ từ năm ngoái mà năm nay em có em bé như thế nó có ảnh hưởng gì không hả chị? May mắn lắm rồi đấy. May mắn, vâng. Em biết là may mắn thì mình có được. Thế là may mắn lắm rồi đấy. Mình sau khi đã mổ một cái u nang buồng trứng xoắn mà mình lại có thai tự nhiên như thế là may mắn lắm rồi. Nhá. Thôi đừng lo nghĩ gì nữa. Bàn với cả người yêu xem là cưới đi nhá. Rồi để có điều kiện chăm sóc sức khỏe cho mình, chăm sóc cho cái thai. Thế hiện tại có thể là mình hay đau bụng là bởi vì là nó có hai khả năng. Một là cái mổ cũ của cái xoắn kia thì không có vấn đề gì. Thế chị đang lo là không biết là cái bên trái nó có bị làm sao không. Không, em chỉ mổ bên trái còn bên phải chị ạ. Tức là cái bên lành ấy. Chị đang lo là cái bên lành không biết là nó có làm sao không, chứ còn cái mà bên kia nó xoắn mình mổ rồi là xong rồi. Bây giờ có rất nhiều việc. Một là phải bàn với bạn trai để có thể làm đám cưới luôn. Hai là lập tức phải đi khám nhá. Đi khám chuyên khoa sản ngay. Lý do là hiện nay thai mới chậm kinh có 10 ngày như vậy, lên que thử không đã dương tính. Không chị, em chậm từ tháng trước rồi chị ạ. Thế bây giờ quan trọng là thai đi kiểm tra xem thai đã làm tổ trong tử cung chưa. Vâng. Nhá. Hay là nó lại đang nó chưa vào làm tổ trong tử cung ở cái bên phải ý, cái bên lành ý. Nó lại đang lơ lửng ở cái vòi trứng nào đấy, xong rồi nó lại có thể là có dấu hiệu đe dọa chửa ngoài tử cung hay sao mà nó lại đau bụng như thế, vân vân. Tức là tóm lại bây giờ việc của mình là phải đi kiểm tra ở bác sĩ sản khoa ngay để xem có phát hiện những cái dấu hiệu gì mà nó không an toàn cho em bé không, hoặc là không an toàn cho người mẹ, thì để được xử lý sớm. Vâng, hy vọng rằng bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình và gặp may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn bác sĩ ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Alo, Bà Rịa Vũng Tàu đâu ạ? Dạ, em nghe anh ơi. Câu hỏi của bạn là gì? Em muốn hỏi về cái vấn đề tình cảm với tình yêu thôi, chứ không có hỏi về vấn đề sức khỏe. Không, tôi có bắt bạn phải hỏi về sức khỏe đâu. Bạn cứ nói tình cảm tình yêu của mình đi, làm sao rồi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Là năm nay em vừa tròn 34 tuổi. 34 tuổi thì đã lập gia đình chưa? Có mấy cháu rồi? Chưa, em vẫn độc thân và cho trong lần mới chạy cái việc quen biết, đang tìm hiểu được 2 năm rưỡi, 3 năm thôi. Thế à, thế là người Bắc vào Vũng Tàu à? Chờ không, em gốc ở Vũng Tàu này. À thế à, thế là giọng pha Bắc thế? Dạ, tại vì mẹ em là người Hải Phòng, nên là cái là lai Bắc 54 ấy. À thế à, rồi. Thế là nặng nợ chuyện gì về tình cảm vậy? Em nói thật ra là em tóm tắt nội dung cho nó mau nhanh hiểu thôi. Là em có quen cái cô này á, thì cũng là ở Vũng Tàu. Đấy, quen được 2 năm rưỡi rồi. Nhưng mà
cũng tìm hiểu cũng này kia rồi, nhưng mà cô ấy cũng thú thật ra là cũng quen một người yêu trước, người yêu cũ của cô ấy ở bên Phước Tỉnh cơ. Đấy, người này thì đi biển cứ khoảng chừng 5-15 ngày là vào bờ một lần. Em thì cũng biết vậy, nghe mà cô ấy nó chia tay rồi, nhưng mà vẫn đến lúc vẫn đi chơi, vẫn điện thoại của người ấy. Đôi khi em tìm hiểu ra thì cô ấy lại nói không có gì, không có gì hết. Nhưng mà quen được 2 năm rưỡi mà em vẫn chưa được vào nhà bao giờ hết. Thì đôi lúc em cũng buồn lắm chứ, nhưng mà không biết tại sao hết. Rồi cho tới thời gian gần đây thì em mới biết được là cái tình cảm của với người kia thì hàn gắn lại với nhau rồi. Đấy, rồi thậm chí là có lúc em cũng chán muốn đi về xứ lắm, nhưng mà vì gia đình ở đây cho nên không có đi được. Tại sao phải chán? Không có cô gái này thì có cô gái khác chứ làm sao mà phải chán? Người ta đã không yêu mình thì mình hoàn toàn mình có thể lựa chọn một người khác mà. Có phải lúc đầu là quen cô ấy thì mình cũng hỏi là đang người ấy là vừa yêu vì em hỏi cô ấy là có từ chối, nó không phải cái người là bạn thôi rồi mà bởi vì thật ra. Rồi bởi vì cái chàng trai đi biển kia là 15 ngày mới đáp bờ một lần đúng không? Thế đâm ra là trong khoảng 14 ngày còn lại là đang trống trải thì là có một anh nào tự nhiên lại chăm sóc, lại còn đưa đón hoặc là lại còn rủ nhau đi uống nước thì cũng thấy vui đúng không? Dạ, bây giờ rồi. Chắc là người yêu cô ta là vào bờ hẳn rồi đúng không? Đúng, vào bờ hẳn rồi. Còn một vấn đề này nữa anh ạ. Rồi. Thế là cái cách đây hơn một tháng thì cô ta có điện thoại cho em là nói về vấn đề là mượn tiền để đóng cho vào cái công ty mà cô ấy tổ chức đi du lịch á. Nếu mà không đóng thì mất 2 triệu. Thì em cũng nói là em không đang lo chuyện cho nên không có. Thế là cô ấy đi chơi, nhưng mà trên lúc trên khoảng 2 ngày sau thì cô ấy về thì bạn bè làm chung của công ty cô ấy có đăng lên mạng. Thì em cũng có bình luận vài câu là không đi mất 2 triệu thôi thì đi cho biết đâu biết đây. Cô ấy đọc tin như vậy, cô ấy tức giận lên thì cô ấy nói cho cháu ruột của cô ấy gọi em điện thoại, gọi điện thoại em ra còn đánh em cơ đấy. Nhưng mà tôi thấy bạn như thế là cũng không được. Chuyện người ta mình lại comment nó không phù hợp lắm đúng không? Tôi thấy là thì cái chuyện đấy là không nên comment. Thôi cái chuyện đấy thì không nói gì. Thế nhưng mà bao nhiêu lâu nay là hai người không gặp nhau rồi và không liên lạc với nhau rồi? Vẫn nhắn tin, vẫn nhắn tin thôi chứ còn gặp thì hình như là cũng gần cả tháng rồi không gặp ấy nha anh ạ. Rồi, thì bây giờ bạn mong muốn điều gì ở chương trình? Em muốn... coi như là em cũng đang muốn một lời khuyên gì đó về chương trình thôi. Thì bây giờ thì cũng gần như là chia tay hẳn rồi gì nữa, đúng không? Yêu nhau gì mà một tháng cùng với tỉnh mà cùng trong một tỉnh mà lại không gặp nhau, cùng trong một địa phương mà không gặp nhau đúng không? Thì đúng rồi. Anh Linh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ, cảm ơn anh. Rồi anh chào em. Dạ, dạ. Chào anh ạ. Hiện nay công việc em ổn định không? Dạ, nói chung ra thì công việc em cũng rất bình thường. Ngoài dự án Tết xong xuôi thì khoảng tháng 2, tháng 3 gì đấy, lúc đấy thì việc nó mới ít cho nên là lúc đó em mới thất nghiệp. Đang ở với lại cùng với bố mẹ hay là ở riêng? Dạ, em ở riêng rồi ạ. Ồ, dạ. Thế còn bố mẹ ở đâu? Dạ, bố mẹ em vẫn ở chung tỉnh Vũng Tàu này nhưng mà... mình ở nhà riêng thôi đúng không? Thật ra thế này, em thật thà quá, em chân thành quá. Thành ra đôi lúc nếu mà nói là mình cứ hơi dại dột thì cũng không oan lắm. Ai lại thôi cái chuyện mà một tháng vừa rồi dằn dỗi nhau, chia tay, không nói chuyện, chỉ nhắn tin thôi thì chấp nhận được. Nhưng mà không có ai ở cái tuổi của mình mà tìm hiểu nhau 2 năm rưỡi trời, cô không bao giờ cho về nhà. Thì mình cũng phải đặt vấn đề, thậm chí chỉ vài tháng thôi, nếu người ta thật sự chân thành, người ta còn mong muốn là đưa về để giới thiệu. Đây cái chuyện không công khai chứng tỏ rằng cô chỉ cho mình là cái phương án dự trữ thôi. Một cái phương án sơ cua thôi. Còn thì mình đến với cô trong cái lúc mà cô cũng mới chia tay người yêu nhưng chưa nguôi ngoai được, và đồng thời là người ta lại chưa nối lại. Thế là mình thì như người lấp chỗ trống và không phải là cái người để lựa chọn sẽ lấy làm chồng. Thành ra người ta cũng chả giới thiệu gia đình làm gì, để cho rách việc ra, hoặc là về nhà để mình thăm gia đình, tự nhiên lộ ra nhiều chuyện của cô chẳng hạn. Cô có thể có những mối quan hệ nó phức tạp thì làm sao? Thế cho nên là vấn đề đấy thì có, vì lúc em tìm hiểu thì cũng có những hàng xóm ở sát bên thì cô ấy cũng nói ra nói vào rồi, và em nghe được nhưng mà em cũng không tin mấy đâu. Vì cái lời ta đồn đoán mà. Không thôi thì mình cũng không nghe đồn đoán, nhưng mà ít ra thì mình phải giật mình rằng là nếu như một người yêu mà thật lòng ấy
chỉ vài tháng là người ta đưa nhau về ngay, thậm chí ở ngoài Bắc người ta còn đưa yêu người Nam, người ta còn tìm cách là đưa về phép để đưa ra Bắc để thăm mắt bố mẹ, để mà ra mắt bố mẹ. Đây thì ở ngay gần như thế mà hàng ngày đi ăn đi chơi gặp gỡ được nhau mà không cho nhau về nhà thì phải xác định là người ta coi mình là cái gì. Thế thì em thì không đặt cái vấn đề đấy, thành ra mình cứ ôm ấp và mình bỏ lỡ những cơ hội khác. Mình chỉ có một lòng một dạ tập trung vào cái mối quan hệ này, cho nên bây giờ ví dụ như nó có đổ vỡ thì mình mới thấy nó sót. Người ta có cái gì mà chỉ có một thế ấy, mà mình hết lòng với cái một ấy thì lúc nó mất thì mình đau lắm. Thế còn thì nếu như mình đầu tư vào nó một thời gian, mình thấy nó không có hiệu quả, không đâu vào đâu ấy, mà mình rút lui để mình đầu tư vào những cái đối tượng khác chẳng hạn, thì mình không tiếc. Nhưng bây giờ ban nãy thấy em nói rằng là nhiều lúc bỏ đi đâu biệt xứ, nhưng mà sao đúng là sao có thể thế được. Nhưng mà nếu mà đặt vào hoàn cảnh của em thì hoàn toàn có thể hiểu được. Mình cũng 31-32 tuổi rồi, thế xong rồi suốt mấy năm nay là chỉ có dành tình cảm cho một cái đối tượng này, thế mà nay nó lại như thế, thành ra mình cũng hụt hẫng để mà đi làm quen với một người khác, rồi lại cũng mất thời gian, và đôi khi mình đã mất niềm tin vào một người, sau này mình lại còn có cái đoạn là với cô nào mình cũng nâng cao tinh thần cảnh giác thái quá, nó cũng khó khăn đúng không? Thế nhưng mà thế này, thì đối với cái vụ này hay là cái đối tượng này chắc là không có hy vọng gì nữa, đúng không? Thì vẫn nhắn tin cho em, vẫn hỏi ăn cơm chưa, đi làm hay làm không, chỉ cái nọ thôi. Chẳng để làm gì lắm. 2,5 năm rồi cuối cùng mà để mà mối quan hệ nó cũng chẳng bùng phát lên được. Huống chi bây giờ một vài cái tin nhắn ăn cơm chưa hay ăn không chưa. Rủ nhau một lần đi uống cà phê tuyên bố thẳng đi. Anh rất là tiếc. Vì thời gian vừa qua anh ấy, nhưng anh rất là thất vọng. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là chúng ta không đến với nhau được. Từ nay giờ đi thì thôi, anh không làm phiền, anh sẽ không gọi điện nhắn tin, và chúng ta cũng không cần thiết phải quá suy nghĩ về cái này. Tuyên bố như thế đi thì sau đấy thì mình ổn định cuộc sống, mình giao lưu nó rộng ra một chút. Mình tiếp xúc được với nhiều những đối tượng khác nhau, và đặc biệt những đối tượng tử tế. Mình cố gắng là không quen với những cô gái ở quán karaoke. Ví dụ nhân tiện đi hát karaoke, thấy một cô gái hay hay, thế là lấy số điện thoại rồi về tán thì cũng không nên. Ở tuổi mình rồi bây giờ tìm người tử tế để lấy làm vợ em ạ. Cô ấy đang làm ở công ty nọ, ở xí nghiệp kia, hoặc là đang kể cả là những người làm ngoài. Cô có tiệm may, cô có cửa hàng, cửa hiệu. Nó tóm lại là một người làm ăn chân chính và độc lập. Thì mình tiếp cận rồi, mình cũng không cần quá nhiều thời gian. Cái chuyện cứ hẹn hò, nay cà phê, cà pháo gì. Chững chạc rồi, lớn rồi. Nếu mà thấy đôi bên cũng có tình cảm với nhau thì mình bàn thẳng đến vấn đề đi. Thế thì đấy, sau 2 tháng, 3 tháng tìm hiểu em thấy anh thế nào. Anh thì anh có rất là có tình cảm với em rồi. Anh đến cái tuổi này anh cũng mong muốn là có cuộc sống gia đình ổn định. Bố mẹ thì cũng lớn tuổi rồi. Thế thì em thế nào? Em có định thế kia? Em có muốn cùng anh thế này thế nọ không? Mình phải đặt những câu hỏi để người ta giải quyết. Để mấy lần rồi anh ạ. Em có đặt thẳng vấn đề đấy mà cô ấy cứ nói là cứ đợi được cho cô ấy thời gian. Cho cô ấy thời gian hết 1 năm rồi đến 2 năm. Thậm chí đây là năm thứ 3 rồi cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Rồi. Và cái người kia của cô ấy thì thường đến nhà chơi tới sáng mới về cơ. Ngoài ra thì cô ấy quen với ông anh trai ruột thì đến chơi với ông ấy thôi. Chả liên quan gì tới ai mấy cả. Thôi thế tóm lại là khép lại chuyện cũ. Nếu cần thiết để cho nó cảm thấy như là một thủ tục để cắt cho nó đứt thì hẹn nhau đi cà phê và tuyên bố là đã có thời có rất là có tình cảm và rất là hy vọng, nhưng mà bây giờ thì có lẽ là chúng ta dừng lại và cũng không cần thiết phải liên lạc, em cũng chẳng cần phải quan tâm đến anh làm gì. Mình dù có cô đơn chăng nữa cũng chẳng cần thiết phải vài cái tin nhắn ăn cơm với lại uống nước không, cái khỏe không làm gì cả. Đôi khi chỉ là một cái xã giao mà làm cho mình lại còn cứ kỳ vọng hay là cô còn tình cảm hay là cô vẫn quan tâm đến mình. Hãy nhớ rằng là mối quan hệ nào cũng thế, nó chỉ có một thời gian nhất định nó bùng phát. Còn nếu nó đã không bùng phát, nó không bùng cháy, nó không lên được tầm cao mới ấy, thì nghĩa là nó sẽ không phát triển được nữa đâu. Thế và đặc biệt thì bây giờ mình biết là cô ấy có chàng trai kia đã trở về và họ đã nối lại với nhau thì thôi, mình cũng không day dứt ở đây làm gì cả.
mình phải nhớ là mình đang có rất là nhiều thứ, mình có sức khỏe, tuổi ngoài 30 đang rất là trai tráng, có công ăn việc làm ổn định, có bố mẹ cũng ở rất là gần. Mọi điều kiện hoàn cảnh của mình ấy, mình là người mơ ước, một niềm mơ ước của rất là nhiều cô gái tử tế khác, sao mình lại cứ phải đắm chìm vào cái chuyện này. Tất nhiên không vội vàng là vì đang thất vọng để đi tìm một người khác để lấp chỗ trống. Nhưng mình ổn định cuộc sống của mình rồi, cũng sẽ đến lúc mình mở mang các cái mối quan hệ ra để có được cơ hội tiếp xúc với lại các bạn gái nhá. Dạ, cảm ơn anh. Vâng, bạn đã nghe rõ rồi chứ. Xin chào bạn nhé. Cảm ơn anh Đinh Đoàn.